Why Could Be by Fire Story đồng hành cùng chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai 20:30 trên YouTube Giang Quanh Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Ok. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, rồi nó dài đúng không? Ok, ok. 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta 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 ta. Ừ. Đúng rồi. Em đi mấy cái lúc dễ thương á. Ừ. Cái kém mà ẹo xíu. Em có phê chưa? Nghe đưa em đi dạo xong với cây đông trề. Ta đi ra ăn kem bên bờ hồ. Đi xe tay ga trong trần trụ. Đi qua bao nơi. Cái này nó sẽ dướng mình á mày. Đúng rồi. Chủ động nha. Cầm xuống, cầm cái này luôn là phải xuống đây. Vẫn như vậy đó. Vẫn xem. Bắt cái là nguyên đám này nè. Nguyên cái đám già này xô ông già này ra. Nên là ông già alo. Nếu em không về đó thì cho đây cho nó tăng thêm cái độ mà hiểu rồi. Cái tính từ cái đó nó nhạt nó hợp cái này. Nên nhạc lại nha. Alo. Nếu anh có phê. Anh sẽ đưa em đi sợ. Ok, dễ thương rồi đó. Ok, thôi. Thì thôi mình diễn kiểu đứng hình luôn đi. Hoặc là slow motion đi. Cái là alo. Nếu em không về. Ta da 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 da. Ok. Hiểu vào diễn slow đi cho vui. Thật sự đây là một cái đề bài quá khó để mà mình có thể khai thác nó một cách gọi là nó trọn vẹn về mặt giá trị hình ảnh cũng như là cảm xúc của người xem. Và nó gặp rất là nhiều chông gai khác nữa. Và tính đến thời điểm này thì chắc là mọi thứ nó vẫn còn chưa có ổn định lắm. Và vẫn còn phải đang chỉnh sửa rất là nhiều thứ. Nhưng mà trộm vía là đội Khánh có một cái mà Khánh cực kỳ tự hào á, là mọi người rất là lắng nghe nhau. Và hơn hết nữa là rất là đón nhận những cái ý tưởng của từng thành viên trong nhóm. Chúng tôi những ngày đầu là dành cho nhau những cái lời động viên rất tích cực, kiểu hãy trầm cảm lên.
chúng ta sẽ vượt qua mà, hãy trầm cảm lên. Nên Duy nghĩ là đây là một đội mạnh đó, mạnh ai nấy lo thật, nhưng mà mỗi người lo một việc khác nhau và cùng gom lại để làm một cái điều gì đó đặc biệt. À, ta đây. Về nghe 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 phố phường, phố phường gì? Ta da ta ta da ta ta ta. Rồi, chỗ này mình làm cái máy. Đúng rồi. Mình làm cái máy. Thống nhất giùm chỗ này là đi chân trái trước luôn nha. Ok. Mình Nam là hôm bữa là không, nhưng mà em làm đi chân phải trước, tại vì biết sao? Ví dụ em đi 1 2 3 4 thì nó lại nó mình phải hết với Nam luôn. Thấy không? Đang mình đang vậy đúng không? Nói buồn. Thì mình đi luôn nè. Ừ. Ở chân phải thôi luôn. Nhưng mà em quen đi chân trái, em thấy chân trái thuận thuận hơn. Vậy Nam ráng đi chân trái được không? Đi được, nhưng mà ý là ví dụ như là, ví dụ nha, bùm 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 thì nó lại vậy. Ủa đâu cần chém chân đâu, Nam không cần chém chân. Bùm 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 đó. Ok. Rồi đi nha. 2 3 1 2 3 4 rồi. Đổi đội hình đúng không? Là lúc này là Nam chuẩn bị vô rap á. Là bây giờ là ok. Trước rap. Vậy thì anh chạy qua đó, em chạy qua đây. Rồi chạy. Đổi lại hả? Không, thì bây giờ Nam chuẩn bị vô rap nè. Thì bây giờ là anh chạy qua bên đó, em sẵn chạy qua đây, thì Nam đi vô nó là một cái hình tròn vậy nè. Khánh nãy đang đâu? Khánh đang đây đúng không? Rồi nè. Minh chạy vòng đường này. Thì đó, nó là một hình tròn chạy vậy thôi. Là anh Khánh đúng. Khánh chạy qua đây đúng không? Đúng rồi, thì anh Nam chạy qua. Không, Nam nó chạy ra sau lưng anh. Nhớ chưa? Để khi mà anh tách ra thì là em nhảy lên luôn. Thì bạn em Duy vẫn là người giữ tâm ạ. Khoan khúc alo này là Nam bị thảy vô cái điện thoại. Nhớ chưa? Đổi rồi Khánh. Đổi rồi. Ở đây có cái rồi. Thống nhất lại nha. Đổi đang, rồi. Mình đang ở đây. Đang đây này. Rồi. Má buồn da 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 da. Mùa đông thì là Nam nó có xin tiếng điện thoại reo alo. Có một cái cây chỗ này. Chạy vô cái bút điện thoại. Đổi rồi. Thì lấy cái điện thoại ra. Alo đi. Alo. Mình sẽ diễn cái mood là nghe lén điện thoại. Ủa vậy là bỏ nha cái đi luôn. Vừa hết cái đoạn này là mình sẽ di về vị trí này để mình nghe lén nó nghe điện thoại. Ok. Cho nó có chút chút diễn. Ok ok. Alo. Thì mình sẽ đẩy nó ra. Alo. Nếu em có về. Đi. Sẽ có nghĩa là khi. Sorry. Nhớ rồi. Thì giờ cho anh xin lại cái đội hình mà vừa sau cái máy đình đi. Đội hình. Lúc đó Khánh đang đâu giờ Khánh? Em ở đây. Máy định em sau lưng anh đó. Đang sau lưng anh đúng không? Rồi bây giờ thử Nam chạy vô cái vị trí cái kia đi. Thì mình sẽ đi theo Nam. Bây giờ không có quay nữa. Vậy đó thì giống vậy luôn. Vậy thì anh sẽ phải ở sau lưng Nam nè. Mọi người đây nè. Em ở đây. Nghe đây nè. Đó. Lô. Đó thì mình nè. Chưa. Đúng rồi, ở đây nha. Lên. Ở đây. Tới cái nhớ. Ủa? Cái câu mà mình đi lên này không? Thì là thay gì? Hả? Vậy thì anh đẩy em chữ lô đi. Có nghĩa là ví dụ Lô, nếu em còn về. Ta chưa. Em phải đúng hình này. Nếu em phải vô trước luôn. Nếu em còn về, mình sẽ diễn slow motion cái này nha. Nếu em còn về, anh sẽ đưa em đi dạo. Đi. Với cái đàn trẻ. Anh sẽ ngược lại em vào hồ. Đúng rồi, xéo luôn. Rồi, như cũ với Khánh luôn. Rồi. Như cũ với Khánh. Rồi. Và Khánh có về. Chỗ này là nó sẽ bàn nâng, nó sẽ nâng lên. À vậy hả? Thì là mình sẽ nâng. Diễn ở trên cái bàn nâng đó. Dạ, ok. Rồi, okay. Nha. Em có về. Cái chữ có về mình mới cầm lên nha. Đúng rồi. Có về. Dòng sông không nắng nước mùa hè. Dặn che. Bài mía nè. Để xuống. Cầm xuống rồi. Để không, bây không, giờ Khánh. Bây giờ Khánh nè. Đổi luôn hả? Bàn nâng ở đây, để xuống dưới đây, thả dọc ra luôn. Với lại sorry Khánh, tại vì cái khúc đó trên bàn nâng á, mình sẽ không có đi chân dài lên xuống được. Tại vì nguy hiểm. Nó có bàn nâng, nó lưng mình lên luôn rồi. Hiểu không? Cho nên mình khả năng là mình phải đứng một ở một cái biên thôi. Độ, ở một cái biên độ ví dụ vậy thôi. Chứ còn mà đi lên xuống chân. Thì nó rất là nguy hiểm. Anh nghĩ là có 3 ô thôi à. 1, 2, 3 thôi. Ok. 4 ô. Vậy thì là có về dòng sống hôn. Ok, cỡ đấy thôi. Đẹp quá. Bài mía mát xanh bờ đê. Bài mía là mình bắt rồi. Bài mía mát xanh bờ đê. Dọc nha, mát xanh bờ đê. Thả dọc, thả dọc, dọc, thả dọc, dọc, thả dọc, thả dọc. Thả dọc để sân khấu khu mấy cái này của mình luôn. Ừ, có nghĩa là hiện tại mình đang ở trên một bục nâng nó tầm đây này. Dạ. Xong nó giống cái gậy xuống đây. Thả nó nằm xuống. Dạ, là nó rớt xuống dưới đó luôn. Ờ, rớt. Thả dọc như cưng. Dạ, ok. Rồi, thả dọc xong. Để về lại cái vị trí bốn đứa nhảy với nhau. Nhớ canh giữa nha mọi người. Nam, Minh với Khánh là phải canh giữa hai bên chỗ này. Rồi, chưa anh nói trước luôn. Đi cái này một lần. Đi quay lại hai lần và nhảy cái này ba lần. Ok. Nhảy 3 lần xong. Hôm trước là 4 nha. Bây giờ mình sẽ chỉ 3 lần thôi. Thử đi. Thử nha. 5, 6, 7, về nghe phố phường.
Đi, giọt mưa rơi trên mái buồn. Khoan, em mày bị sai, cái là coi là khúc đầu qua bên đó thì là chân ở đằng sau đúng không? À, mình phải đi gót trước. Nè. Không. Ý là cái nào, đúng rồi, xong rồi. À, đây đúng, nè. Đúng. Xong rồi cái sau nó dày. Em thấy cái thứ hai của anh cũng đáng vậy luôn nè em. Dày luôn nè khách. Không, thứ hai là vậy. Ok lại nhé. Một là vậy hay là hai vậy? Dạ ok. 5 6 7 đi về nghe. Phố phường. Đi. Mưa rơi trên mái buồn. Hai. Nữa. Tuổi thơ. Như nắng là anh sẽ nhớ ra cái điều gì đó. Như nắng là anh sẽ nhớ ra cái điều đó. Ủa vậy là chỉ có 2 lần đi thôi đúng không? 3 lần. Mình sẽ cha 3 lần. Mình sẽ có 1 lần như thế này. 1 2 3 tặc 2 2 3 đi. 1 tặc tặc 3. 1 tặc tặc cái lửa. Phật tặc tặc. Như nắng ra. Nhớ là có mình duy nhớ thôi đúng không? Mọi người sẽ nhớ cho anh luôn. À tao nhớ này nè. Có tấm hình em nhớ không? Nhìn vào tấm hình đó. Chưa nhìn đây, thiệt là liền. Chưa, okay. nói luôn. Khi mà nhìn tấm hình này thì mình sẽ xoay ngược lại Khánh về đây luôn. Yeah. Đó. Để mình sẽ nhìn lên trên đấy kia là có bà mẹ đang trên kia đúng không? Hình sẽ chiếu lên trên kia. Thì khi mà đèn sân khấu sẽ tối xuống thì em đi hướng về hướng này em thay đồ luôn. Yeah. Hai người này sẽ đi về hướng này thay đồ luôn. Nhưng mà sân khấu có vẻ nghe nó to á nha. Chạy rất to. Hôm hồi sáng mọi người chạy vô có kịp không? Có đường xử lý được. Ok. À, cái lúc mà Duy đưa hình á là mình phải đổi mood ra về cảm xúc nó đúng nó rồi. Nó trầm lắng buồn chứ mình, không có vui giống như trước đó. Đúng rồi, mình khắc khoải tí xíu, mình khắc khoải. Dùng từ chính xác. Dùng từ chính xác. Ok. Mình làm đầu nha, Nam mở nhạc nha. Rồi bây giờ mình tập từ đầu luôn nha. Xin nhạc ạ. Anh lay hay. Mọi người anh cần động tác chắc, gọn, đẹp. Ok. Và đều. Ok. Nhớ diễn mood ông già luôn nha. Okay. Vâng. Chúng ta là bốn ông già vui vẻ. Rồi nhá. Này. 2, 3, go. Em Có về rừng sống không náo nức mùa hè. Dần che bãi biển má xanh bờ đê. Má xanh bờ tắt tắt tắt. Về nghe phố phường. Phố phường lên. Giọt mưa rơi trên má dừng đi nè, đi đúng rồi, cái này đội hình xéo nha, xéo đội hình xéo. Lỡ bàn nông dòng sông không náo nức mùa hè dặn che bài mía mát xanh bờ đê. Hát luôn. Tuổi thơ như nắng ấm áp. Vừa thấy chưa? Rồi, cho anh xin cắt nhạc cái. Ok. Ê, cho sửa đoạn này. Cái đoạn mà của Khánh á, cái đoạn mà của Khánh solo á, nhớ dạ. Canh sân khấu, nãy bị lệch hết toàn bộ luôn. Dạ vâng. Trước đó là gì ta? À trước đó là đội hình của Nam. Đội hình của Nam đúng không? Thì khi mà mình về lại vị trí á, dạ. Thì Khánh với Minh ở giữa đúng không? Dạ. Hai người nhớ canh giữa giùm. Em quay xí. Bây giờ cái đội hình lái xe của mình của Nam á là mình không có diễn thẳng sân khấu nữa. Không giữa nữa Duy, lệch rồi đúng không? Có nghĩa là ví dụ như là anh đẩy em ra thì nó không thể nào mà nó ra tới cái đoạn mà nãy mình diễn ban đầu đâu. Ờ đúng rồi. Thì cho nên là mình sẽ không giữa sân khấu. Không, anh nói là qua sân cái này á, tới gặp phần của Khánh á, còn cái phần mà cái xe thì nó sẽ dựa theo cái lúc mà okay. Đẩy ra tới đâu anh sẽ canh em đến okay. Ra trước mặt em chỗ đó. Ok. Nhưng mà vừa xong cái xe xong á ra thì Minh với Khánh giữa đúng không? Hai người hãy nhớ canh giữa giùm. Yeah. Nãy là toàn bộ là bị lệch ra một bên này. Dạ. Có nghĩa là cái đoạn này là canh giữa là này. Đúng rồi, đoạn này để mình canh giữa đó. Nhưng đoạn này lúc này là mình đi xéo đúng không? Mình cái góc mình góc xéo đúng không? Không, đoạn này mình thẳng lại rồi. À chỉ có xéo chỉ là xéo khúc mình. Chỉ cái xe, chỉ cái xe. Sorry là cái đoạn mà Khánh solo là anh muốn tụi em canh lại đoạn hình đúng giữa. Đúng rồi. Anh you talking about that đúng không? Yeah. Và lúc đó là mình đang ở trên bàn nâng. Lúc đó mình đang ở trên bàn nâng cho nên mình cứ tập trung ở khúc trên bàn nâng thôi. Dạ vâng. Sẽ dễ canh giữa cho mình hơn. Còn anh Thiên Minh cũng là một người ảnh sáng tạo về concept đồ, concept sân khấu rất nhiều.
Và Duy Khánh cũng là một người làm những cái công việc đó trong phim. Ví dụ như là anh tưởng tượng ra cái việc là trong tiết mục Bài Trở Về, nếu mà làm mấy ông già thì sẽ mặc đồ như thế nào, rồi cầm mấy cây gậy, cái đoạn bài Áo Mùa Đông thì những cái hình ảnh chiến sĩ thì sẽ cầm đồ như thế nào. Duy có những idea rất hay, đó là thêm một cái đoạn mà làm sau đó cho tất cả mọi người sẽ cùng đứng dậy vỗ tay cùng với mình. Từ đó nó có những cái nút thắt gỡ ra. Và Nam về trong đêm ngày hôm đó, Nam về Nam soạn, Nam phức hình như tới 4 giờ sáng để mà xử lý cái đường phát thảo để gửi cho anh Slim V. Rồi nhớ nhớ cái máy mình sẽ theo tiếng một chút và mình đông xuống một cái nhạc ok đó. Có chú chị nhỏ mấy người ơi tôi nhớ một nào đoàn quân khâu áo nhung bào cành cờ cuốn lên cao cành cờ ra luôn. Rồi nhảy cái này xong đi tiếp luôn, chạy về chạy lên hình lên để mình giữ cái đội hình này, đúng không? Mình giữ cái đội hình này để tới cái đoạn lần 8 thứ hai á, tới đoạn lần 8 thứ hai thì mình tắt ra để mình lộ, đúng không? Mình sẽ giữ nguyên cái đoạn lần 8 đầu tiên đây xong tắt ra cái chốt đàng hoàng luôn. Thanh Duy thực sự Thanh Duy là một người mà có nghĩa là luôn có những cái idea mà khiến cho bài hát nó thú vị hơn. Từ những cái idea mà vỗ tay cũng là từ anh Duy chứ đâu. Anh Duy là người, hay là những cái câu hò đi chẳng hạn đó. Đó. Câu hò là anh. Đó. Câu hò là anh. À câu hò là anh. Câu hò là anh. Thì mà bữa giờ em không có cái từ anh Duy. Hôm nay anh nhiều sự đau lòng quá hả? Anh quen rồi. Em càng quen càng rồi. Ngưỡng mộ anh hơn, càng ngưỡng mộ anh hơn. Nhưng mà vấn đề là nghĩ ra câu hò là một chuyện, hò được câu hò thì chắc chỉ có anh Duy mới hò được. Anh Duy gọi nè mọi người. Anh Duy gọi nè. Anh Duy ở ngoài chờ xíu. Anh chuyển vô luôn không? Anh không có tư cách. Alo. Đang trả kỳ ba người luôn nè, vô luôn đi. Ở đâu? Ở trong phòng canteen. Phòng vấn. Phòng vấn 2 đúng không? Ok anh. Ê, Linh của Hồng đang nhắc ảnh luôn á. Và Duy có một cái mà Nam thấy rất là ưu điểm là lớn nhất trong team luôn, đó là Duy lead về cái phần dance cho team rất tốt. Yeah, đúng rồi. Anh Duy là, Duy là sau khi mà tập nhóm với lại dancer xong thì anh Duy về, anh Duy có nói với Khánh là tự dựng luôn đó. Anh tối qua anh không ngủ được, và xong rồi sáng ngày hôm đó thì buổi tối thì ngày hôm sau tập tiếp, thì sáng ngày hôm đó anh Duy đã dành thời gian để mà lên để mà nói chuyện riêng với lại dancer để mà cân chỉnh lại động tác này nọ và biên lại những cái động tác mới cho nhóm, và đó là cái điều mà Khánh cảm thấy đúng rồi. Dạ vâng ạ. Thì ý là ban đầu là em đang tính là sẽ đi từ đây qua đây cầm cờ, từ đây em chạy vô luôn. Nhưng mà tại vì do là nếu mà đi em đu cái đoạn cuối đó, thì em không biết là từ đây em chạy vô có kịp không. Thì em có nghe Dẹo nói là ngày hôm qua là mọi người sẽ tính là cho em ra tới giữa sân khấu xem đáp xuống đây luôn. Thì là nếu đáp xuống đây thì em đang hỏi là nếu mà đáp xuống đây thì em cờ để ở gần đây để em có lấy kịp không á. Nhưng mà tại lúc đó mà em bay em không thể cầm cờ. Dạ lộn, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ em biết phải cái đường bay của Khánh là sẽ lộn ở tay nào. Ủa? Em muốn xem một người mà Khánh
phải solo kịp hơn. Vậy từ lúc đó Khánh với lại mọi người đang hát solo ở đây thì Khánh đi đường nào để Khánh qua được đây? Thì sẽ có phần gì sẽ dùng Khánh qua. Ok, dạ yeah. Ok, ok. Rồi, cái này cho xin. Rồi, quay xuống nè. Bây giờ em nhắm an toàn không? Không an toàn thì mình tính cách khác. Rồi, không sao. Mấy bạn tập trung vào lại đi ha. Ok, cắm xuống đi luôn. Yeah. Lúc đầu mình ngán Duy Khánh lắm. Tại mình chưa có tiếp xúc với Duy Khánh ở ngoài ấy mọi người. Nên mình cảm thấy là Khánh lúc nào cũng người nhiều năng lượng quá. Và Minh là một người hướng nội. Khi mà gặp nhau ở ngoài, sinh hoạt ở nhà chung thì mọi thứ nó khác nha. Khánh là một người phải nói là nó là một cái cục Rubik đó mọi người. Quay màu nào á, Khánh cũng thể ứng biến được hết. Thật tuyệt vời khi có Duy Khánh là thủ lĩnh. Khánh là người đôn đốc mọi người á. Khánh làm việc đạo diễn, Khánh làm việc với ekip. Khánh cần những cái điều gì là Khánh sẽ rất là rõ ràng trong cái việc đó. Và Khánh cũng không xen vào cái sự cái chuyên môn của mọi người luôn. Duy thích nhóm này quá à, Duy thích team Xương Rồng thật luôn á. Vì mọi người phân công rất là cụ thể và rõ ràng, mà trên tinh thần rất tôn trọng nhau luôn. Đừng tách nhóm này được không mọi người? Cảm thấy thật sự may mắn vì đang có mặt là một thành viên của nhà Xương Rồng. Thank you.
Do là những nhà khác cũng là những người bạn của Khánh ngoài đời á, nên hay chia sẻ với Khánh và gửi nhạc rồi kiểu mà khoe khoang này nọ. À, Khánh là Khánh, nhưng mà nó đâu nói gì mình đâu. Kết nối nhiều, quan hệ nhiều. Nhưng mà bạn có biết là lúc đó Khánh làm gì không? Nói, thôi, xin mọi người đó đừng gửi tôi thêm bộ thông tin gì nữa. Tôi chỉ quan tâm. Tôi quá đủ rồi. Nhập nhà sưu đồng thôi. Dạ không, khách thôi thôi á. Dạ. Thôi hả? Đúng rồi. Liên tục luôn đúng không? Bây giờ mình highlight thêm một lần tuyên bố với các đội nữa nè. 2 3. Thôi. Hashtag. Thôi. Cái thời gian mà sự chuẩn bị của nhà tôi so với cái nhà khác là sao ta, tức là cũng ít hơn một chút. Vì có thể trong thành phần thành viên của nhà là có một số bạn là đi công tác, rồi đi biểu diễn ở nước ngoài hay là đi biểu diễn trong nước, thì cái số lượng để tập luyện với nhau mà so với các nhà khác thì phải nói rằng là hơi ít. Bài của mình lên sân khấu mình cũng rất là sợ. Bây giờ mình phải nuôi tâm lý vui, nuôi tâm lý ngược lại nha, nuôi tâm lý vui để lên sân khấu, để mà mình không có phải khóc nhiều nữa. Đó cũng là lý do tại sao mình chọn đứng sau bài Chấm Cơm, để là mình kích cái tinh thần mình lên rất vui, để mà mình không có phải quá cảm xúc. Mình sẽ hát cảm xúc nhưng mà mình sẽ không bị cái cảm xúc nó vượt qua cái giới hạn của mình. Anh Bằng Kiều với anh Sơn, mình để ý có một cái điểm chung là nó có một tí gì đó hơi yếu đuối ở trong mình. Những cái vũ đạo theo kiểu hip hop đôi khi nó hơi không phải là mình lắm. Nhưng mà những cái mềm mại ở trong cái múa đương đại thì đôi khi mình có thể nói được về mình nhiều hơn. Cảm giác nó gần với lại cá tính của mình hơn. Nên BG rất là thích cái việc tập múa đó, mỗi cái lần tập rất là enjoy. Thôi thôi đây. Nếu như một cái sân khấu mà bạn không có sử dụng nhiều cái phần dưới này, thì nếu cái bài mà xuống tay được. Tại vì á cái nét mà tin nhắn nó rất hiệu quả. À, còn cái đúng rồi. Với lại yên tâm, nghe là cái giải này á, cái bài này thì chưa final đâu. À, khi final ra rồi nó sẽ bay bổng hơn, nó sẽ phòng nó sẽ duyên dáng hơn, yên tâm. Thank you.
chỉ lây vỡ trong mắt đến khi lời mà thôi. Con người ta làm ngày xưa mất rồi, nhiều giờ ta là ai trong mắt người khi tình thương sao giấc ngủ thâu. Bên con viên vọng về vài chân vật ngày ngày một con đi bước quay mặt về hướng khách cánh thúc phục trên bàn hạnh phúc tan ngang cửa niềm kiêu hãnh của người đàn ông đứng trên đội lâm nên nghi ngã ánh mắt suy tư của hai dám chặt bên hiên nhà con học là người đàn ông từ nỗi buồn của mẹ vì bố dạy con đi chưa kịp dạy con ngã. Thì Hồng Sơn sẽ múa làm trụ để cho người con làm cái trụ làm cho để cho người con vươn lên và bật ra những cái trong gai vươn qua khỏi những cái khó khăn thì cái đấy rất là đẹp, cái đấy cũng rất là mới động tác mà chính cái đó khi các nhà khác sẽ rất là ngạc nhiên đấy. Thế nhưng thì khi mà thực tế để duyệt cũng như tổng duyệt cũng như là đến với sân khấu thì cũng có một chút khó khăn, vừa là thứ nhất là cái khoảng không khoảng trống này, rồi cái bố trí về ánh đèn, bố trí về cái khoảng thời gian của cái bài hát đó đến đoạn nào đó thì có thể nó có kịp hay không đấy, và với những người đồng diễn bạc nơ như là anh Vin Di hay anh Bằng Kiều cũng vậy thôi, khi mà lắp ghép vào ba người nhảy hay là có cả ông sẽ nhảy nữa thì cái điều đó là phải cực kỳ là nhanh, cực kỳ phải chuẩn xác với nhau. Và khi chúng tôi tổng duyệt ở trên sân khấu thì đạo diễn và một số biên đạo biên tập là cũng cảm thấy không ổn, phải nói là cảm thấy không ổn khi cái bài hát đó chiếm quá nhiều cái thời gian trả đấy, hoặc cái không gian nó chiếm, và chúng tôi lại phải bàn bạc với nhau và cắt bớt những cái mà nó chưa hợp lý, hoặc là cái mà có thể là phải hy sinh một đoạn nào đó đi, hy sinh mất một chỗ diễn nào đó đi, thì để chạy cho cái bài hát, chạy cho cái công diễn đó nó mới phù hợp, mới nhanh được, với tiến độ nó mới đúng theo được mong muốn. Thì chính vì vậy thì là trong cái bài hát đó thì Hồng Sơn đã cũng bị cắt mất, bị giảm, tức là bị tụt lại, hy sinh lại bất một vài cái đoạn mà hát bè, một vài đoạn hát bè là Hồng Sơn cũng không tham gia kịp. Và cái đoạn mà múa đương đại, múa để làm cái trụ thì Hồng Sơn cũng cắt mất cái đoạn đó đi để cho dành cho cái thời gian hỗ trợ trong cái việc là cái kết của bài hát mà cả nhóm cũng rất mong mỏi, đó là có một cái hình ảnh của người con và người bố từ một khoảng hư vô nào đó thì có sự liên kết với nhau. Đó, rồi tiếp. 2, 3. Đó, đúng rồi. Là cái phần này nó nhiều lắm sao? Anh dùng nhanh được cái này mà anh là push qua bên này. Mình hơi chéo bên này. Hơi chéo. Dạ đúng rồi. Chân thẳng ra. Ừ. Rồi tự lại nhau. Dễ sẽ đứng trước cho anh Sơn bên này. Chứ là... Không phải cái gì. Rồi đúng rồi. Sao khác? Dẫn mà. Dẫn không dữ mà. Đúng. Rồi tiếp. Rồi tiếp. Nha. Bắt. Đẩy lên kia. Đúng kia. Đúng. Đúng. À hơn không? Dạ đâu. Đấy. Ok hả?
mà mình phải lại nhảy 5 đến 10 lần mỗi ngày thì mới nhớ. Nhớ cảm giác với nhau. Lại thôi. Anh cứ nhớ làm vậy, kéo qua khỏi nó sẽ qua, giúp cho lại qua. Rồi, bắt đầu. Rồi. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Ok. Nói chung là miễn anh vô đúng như xuân thôi, còn cái dịp kia anh nhìn vô dịp nào anh sẽ canh theo anh. Xuân hạ thu đông xuân hạ thu đông xuân hạ thu đông đơn giản nhất, đơn giản nhất cái động tác nói chuyện sai như vậy phải có ai xuân hạ thu đúng rồi xuân hạ thu đúng rồi nhanh vào nhẹ nhàng lên trên này nhớ đỡ này nhớ 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 nó lại nhanh nhất đầu nhất đầu đúng rồi à. Nhưng mà cô đang đứng này cái người để đá nhé giống như cảm giác ta bằng đá giờ bỏ anh như này này đúng rồi giống như cảm giác ta bỏ là nó ra hết đúng rồi xuân nói thật bật mí với cả anh em quý vị khán giả là Hồng Sơn rất sợ độ cao. Thế tuy nhiên vì chương trình, vì bài hát của nhà
Xuân Hạ Thu Đông mà Hồng Sơn cũng đã hy sinh, và cảm giác là mình vượt qua. Cái đó chính là một cái vượt qua, cái vượt chông gai, một trong những cái chông gai phải nói rằng là rất là khó khăn với Hồng Sơn. Vì các bạn thấy là khi mà ngay như Hồng Sơn bật mí một chút thôi, đây là khi mà chọn nhà ở chung cư cao tầng thì Hồng Sơn cũng không bao giờ chọn những cái tầng cao, tầng 18, 20 hay tầng 10. Hồng Sơn chọn rất thấp thôi, các bạn hình dung rất thấp thôi, đó chỉ là tầng 2 hoặc tầng 3 thôi. Đó chính là cái mà Hồng Sơn đã vượt qua, bản thân Hồng Sơn cũng đã vượt qua được những cái chông gai, và Hồng Sơn rất là vui cũng như là tự hào, vinh dự là đã vượt qua được một số những cái chông gai. Anh Sơn cứ đếm 1, 2, 3, 4, vào bầu trời đi em theo anh. Bầu trời của bố để lo toan cho con vui cười đến lớp. Chiếc xe máy chở con qua những khu chợ, những giao của sáng sớm. Nhìn ánh sáng theo đứa, nhìn ánh mắt. Anh cứ tập đi về, anh sẽ quen rồi. Một, bầu trời của bố để lo toan cho con vui cười đến lớp. Chiếc xe máy chở con sớm. Lại lại. Một, ba. Bầu trời của bố để lo toan cho con vui cười đến lớp. Chiếc xe máy chở con. Em bị chậm ấy hay là đúng không? Để em theo anh, em theo anh thì anh cứ đúng của anh nhé. Không, em phải đúng, để anh theo đúng gì. Hồng Sơn rất là lo, vì Hồng Sơn cũng là một trong những thành viên, và đặc biệt nữa là Hồng Sơn lại là một người gọi là ngoại đạo đi, không phải là người trong chuyên ngành về ca hát nhảy múa, thì chính vì Hồng Sơn lại càng lo. Và trong cái bài hát này, trong cái công diễn này thì Hồng Sơn được phân bổ là sẽ có đọc rap. BG có nói với Hồng Sơn là anh với cái vị thế trong cái vai, trong cái câu chuyện là anh là người cha, thì gửi gắm lại cho các con những lời chia sẻ này, rồi sự động viên này, hay là mong mỏi những điều gì đó. Và từ đó thì BG viết ra những cái lời đó. Chiếc xe máy chở con qua những chờ, những cha của sáng sớm. Nhà anh đã có tất quyền có thể cho con tất cả những chỗ mà chưa có. Và như có tiếp sức mạnh khi về nhà thấy luôn người con đâu đó. Xuống đi mà, nó phê quá.
Uống đi. Giờ giờ 2 phút rồi hả? Bi ốm nè, bi tắm. Uống đi mà. Đúng không? Uống đi. Cái gì? Xuống được á. Lên tới 4 phút đi rồi xuống. Miệng luôn rồi kìa. Cái lưng này là dễ bị đau lưng nè. Ừ. Cái lưng nó giống lưng rồi. Đợi cái lưng nó bị gãy á. Điện ơi! Có ai xuống không? Ui, mấy người này lâu dữ vậy? Mình không phúc nữa là cứng hết. Hắn cuộc đời là vua cuộc đời đó, anh em xuống đi. Cuộc đời con dài mà. Rút rồi xuống đi. À, có vụ chơi đẩy xuống nữa hả? Rồi, rồi, ra trước rồi. Rồi, nạn rồi. Ủa? Rồi, thôi rồi, nha. Nó đẩy em xuống anh ơi. Wow. Mấy phút. 3 phút mấy rồi đó, 3 phút 15 rồi đó. Hai mươi giây anh ơi. Anh thấy cái gì chạm đất rồi kìa. Thấy cái gì chạm đất rồi. Cái điện thoại. À, cái điện thoại hả? Đi đi, đạt không chứ đâu. 10 rồi. 7 8 5 4 7 3 9 8 7 5 6 5 9 8 7 6 4 phút chưa? 5 hơn hả? Hơn rồi. 7 9 8 6 7 quán đạt xài quán nó chống đúng rồi. Chống giùm luôn nha. 2 chống xài quán nó chống luôn. Rồi 4 phút rưỡi ra, 4 phút rưỡi rồi. 5 phút rưỡi ra. 5 phút luôn ha. Hèn chi các bạn có quá trời luôn. Sức bền nói pin ra của ta ơi. 4 3 2 9 1 8. Yeah, 5 phút. Nó tiêu hao năng lượng cho giữ đi, cái hồi vô quay ai cũng xìu hết. Can't get you out of my head. Boy, your love is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, your love is all I think about. It goes la 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 la. Bắt đầu rồi coi. Anh có thể chờ em từ xa lên tôi, chỉ để thấy em trong một tối nghèo. Có em ngồi phía sau đi đôi cũng được. Em không phải mang sâu mỗi khi đợi anh. 5 phút sau sao sẽ mùi ngay thôi. Em thích anh hôn lên môi. Em đau cũng được. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Em không phải mang son mỗi khi gặp anh. 5 phút sau, vừa hát câu đó rồi mà đúng không đấy? Ok, sorry. Oh my god. Chết rồi, chết rồi, tại em kiểu em chết. Chết em rồi, chết rồi. Không nên tin được. Như thế nào? Thế này thì làm sao thành ngôi sao được? Không thể tin được. Thế sao thành ngôi sao được? Sao mà thành ngôi sao được? Mời trả tiền lại cho khán giả. Thế là chết rồi. Đây là ngày hôm cho tất cả các bạn trẻ. Các bạn muốn bước chân vào con đường nghệ thuật, ngoài tài năng các bạn phải tập trung, phải chăm chỉ và phải tìm đúng thầy. Đây, giới thiệu với các bạn. Đó. Đây chính là người thầy đã tạo ra hàng trăm các ngôi sao ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà chả ngôi sao nào nhớ lời cả. Không thể tin được. Đây chính là người đã tạo ra các ngôi sao, ví dụ như là sửa xe máy này, sửa đồ điện tử này, rồi là một trong người đã tạo ra rất nhiều ngôi sao cắt bay nhé. Đấy.
còn với âm nhạc thì thế này đây, một sản phẩm như thế này đây. Em áp lực mọi người. Tập bao nhiêu lâu thì không thuộc nổi lời bài hát. Em áp lực đấy. Có lẽ do chính mình ra. Ai viết, tôi viết bài đó cho ai viết. Tôi viết cho nó hát. Tôi dạy nó đàn, viết cho nó hát. Thế hóa ra là... Phải không? Thầy có... Thế là lúc mà lên trên truyền hình, các cái phương tiện truyền thông, tác giả là Binzy là bạn cố tình như thế để sao? Binzy đó là tôi đấy bạn à. Bin là tên của nó, Bin là tên của nó ở nhà. Binzy là của tôi. À, không nghĩa là tên bạn là Tiến Duật à? Không phải, tên đi viết nhạc của tôi là chữ Z đó. À, nghĩa là, okay, Tiến Duật. Có nghĩa là nếu mà có tôi là tới Z, hiểu không? Ok. Trong âm nhạc này kia nọ là tôi lo được tới Z luôn. Các em nhớ nhá, đăng ký lớp thầy Tiến Luật Z nhá. Thầy Luật Z nhá. Đây. Thật ra thì tôi nói thật ra thì cái ý tưởng ban đầu là của Bin, nhưng mà Bin thì không biết là lời lẽ như thế nào. Bin nói là anh ơi, em bí cái lời quá, thì cái câu mà có em có anh có em biết sao đi đâu cũng được là của tôi. Rồi Bin nói là ví dụ như có một cái gì đó mà dính tới son thì nó ok thì son mo chứ son gì em. Đằng sau những cái cơ bản nhất công ty mày hát đấy. Vậy mà nó không hiểu được cái từ, nó không nghĩ ra được cái son là son gì. Tôi mới nói là son mô nó mới biết. Nên em mới quên đó chứ, tôi em tự viết thì em đâu có quên lời được. Thấy chưa? Vâng, đây là bí mật ngốc trời của showbiz mà hôm nay rất nhiều người mới biết. Thành công của Binzy trong suốt những thời gian qua đứng đằng sau không phải là Toliver, càng không phải là Ramastic. Đương nhiên rồi, đó chính là Tiến Luật. Ramastic rồi đây, luôn tôi là Rét luôn. Ramastic có dám lên tiếng rồi. Thử lên tiếng đi. Dạ em chỉ nghe giọng anh Luật là em đủ cắm rồi. Vừa rồi chúng ta được xem một vở đoàn của kết thúc tiểu phẩm hết tiểu phẩm do Chia Oan phát vào tối chủ nhật hàng tuần. Ai không bài không bài. Hello BB, hôm nay tới chơi này, mùi phiền đâu đây, it's okay, em cứ rót hơi đầy. Tụi lượng không cao, không sao, giờ cao tay lên nào, ngủ hành on stay, hey, anh dìm vị. Sao, nó khúc cuối nhanh quá. Ôi, đang hay đấy. Sao thử thách tôi quá. Hello, ê giọng em khàn hay đấy. Anh Livy, anh Livy đây là Quy A vào. Thôi anh em bỏ chữ Slim đi, em đọc chữ Lim luôn. Anh Livy rồi nhập Quy A vào. Ok. Ta 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 ta. Ok. Ta 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 ta. Sao đưa mấy đứa mà điếc nhịp vô hả, đập rap gì không biết. Vậy thôi cho em nghe lại một cái của ai đi. Đâu nè, ok mà em cứ làm DJ vậy đi, cứ bình tĩnh thôi. Hello, baby, hôm nay tới chơi này. Chạm lại nè. Hello, baby, hôm nay tới chơi này, một phiền đâu đây, it's okay, em cứ rót hơi đầy. Tụ lượng không cao, không sao, giờ cao tay lên nào, ngủ hành on stage. Hey, anh CV đòi nhạc Huy A vào. Oh. Okay. Ôi, ước gì cái lần đấy vừa ấn thu rồi. Anh chưa thu. Tất nhiên. What? Giản mà, rồi làm lại đơn giản mà. Trời ơi, em tập đi. Em vừa quay vừa đọc đó. Dạ. Không, đúng rồi, em vừa quay vừa đọc luôn á. Phần rap thì nó phải là một cái gần như là một cái lời mới rồi. Thì nó cũng là một cái mà làm khó cho Huy A. Huy A là cái người mà viết rap. Thì Huy A sẽ viết làm sao mà để cho nó phù hợp cái nội dung của các bài hát luôn. Mình được anh Hưng với anh Vinh giao cho trọng trách làm thêm một đoạn rap, một đoạn melody mới để cho cả nhóm cùng hát. Rất là vui vì mình được thể hiện một cái phần cá tính của mình ở trong cái đoạn đó. Và đoạn sau cũng có một đoạn cảm giác là hơi dân ca một chút, hơi miền Tây một chút. Thì anh BB và anh Jun cũng rất thích đoạn đó và các anh sẽ thể hiện đoạn đó. Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng, ai thích cho nơi tới già trẻ đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này tướng phùng, mã lòng cay. Em biết là bỏ bớt một chữ ai cũng được. Theo chân ai tới. Thay vì là ai đâu trên ai tới. Bỏ đi. Em bị quên rồi đó. Anh tập cũng nhiều rồi. À, anh tập rồi. Nó khó, vì bữa giờ là tới
mấy lần rồi. Con. À, tôi cho nó tới. Bây giờ là chỗ. Ai cho tới hả? Ai cho tới. Bình thường. Biết là cái bài này của anh Phan Bình Cuda nó chậm hơn chút đúng không ta? Ai cho tới. Hèn chi. Cấm lên để cho nó. Vậy là mình lỗi của mình. Nhiều đúng á. Ai theo chân ai tới. Có vậy mình có quyền đổi mà nếu như... Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng, ai thích cho nên tới già trẻ đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này tướng phùng, mà lòng cay cay cay. Cái khắp vùng anh ạ. Khắp vùng. Nó không rõ. Bây giờ nó có thể là nó vui hơn thì... Vui hơn à? Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Đấy là nó phải phiêu cái đời biết hơn. Tức là nó kiểu nó thoải mái hơn. Đúng thôi. Cái cảm giác nha, thái độ là này là... Ta da 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 ta da. Nghĩa là nó bài được là cái bài được nhạc Nguyên xuất hiện là nó là thằng say thì nó hát kiểu say còn rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng ai thích cho nên tới già trẻ đi cùng nhiều ngày tháng dần nhiều ngày tháng tháng rồi này tướng phùng mà lòng cay 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 đúng rồi cay đúng rồi đó em nghĩ khúc này nó nên mặc dù là hát đơn nhưng mà nó cũng phải nên có một cái bè chỗ mà lòng cay 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 gì đó hoặc là cho nó đúng nhân cái chuyện cay cay tay bè đúng không Liêm. Ok được mà. Nhắc chúng ta thanh niên hòa ca. Vài ba đưa lên mắt đứng theo lời. Giờ em đám cưới em người muốn lấy cái đó làm đồng chính. Giờ em đã hơn người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa. Nhắc chúng ta thanh niên hòa ca. Vài ba đưa lên mắt đứng theo lời. Thành đám cưới em với người ta. Anh đã cho em hòa ca. Tình yêu ấy để xa còn dài. Tình thầy lao lao lao. Vậy năm anh em mỗi người một màu á. Nên cần một cái bài nó quậy thôi. Nên cần cái beat thôi chứ không phải cần cái. Chứ mà nói về thật sự là khó hát thật. Sau đó là phải tìm cái nhạc để cho nó phù hợp. Phải làm cách nào đó để mix hai bài đó. Nó dễ nghe nhất có thể. Hay thì mình chưa dám chắc là nó sẽ hay. Nhưng mà nó phải dễ nghe trước đã. Có nghĩa là nó không làm bị gãy cảm xúc của cái người nghe. Đó cũng là một cái khó. Thì ban đầu thì cảm thấy nản. Cái nản đây không phải là nhức đầu chứ không phải là muốn bỏ cuộc đâu. Mà là trời ơi nhức đầu quá. Tại cái gì mình cũng phải nhắn cho dancer, rồi nhắn cho ekip, rồi nhắn cho stylist, rồi nhắn cho bên vân vân. Nhưng mà tới một lúc cái tôi nhìn lại á, tôi thấy rất là vui. Thấy mình có trách nhiệm hơn. Mọi người đang giao cho tôi một đề bài. Và cái đề bài này rất là thú vị là làm sao có thể cân bằng được không chỉ hai người mà bây giờ là tới bốn người, bốn anh em mà cá tính hoàn toàn khác nhau luôn. Nó đâu có khác gì nhóm đa sắc lúc đầu, nhóm này còn đa sắc hơn nữa. Anh Vinh rất là gọi là cá tính. BB thì thấy dễ dàng nhưng mà sự cầu toàn của em ấy rất cao. VR thì cái tư duy âm nhạc rất đỉnh. Còn anh Khánh Hưng thì cũng có cái tôi nghề nghiệp của anh ấy rất là hay. Nên nói chung là Jun cảm thấy rất là cảm ơn mọi người đã tin tưởng Jun trong đợt này. Khúc này thì cái nhạc nó tưng lên đó. Có ai có một cái góp ý nào không? Phải có mấy động tác vui vui, nhảy giống như là kiểu mà mấy chú hề á, kiểu mà tưng tưng. Em thử coi. Em đang hề lắm, em thử coi. Anh thử thách tôi. Cái này coi. Bùm. 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 Bùm này chắc ok. Cái này mọi người làm dễ không? Có 6 nhịp thì chắc mình để chống lạnh hết luôn đi ha. Đầu đến cuối luôn đi. 2 3 1 2 3 4 5 Sao? Anh ơi mình có sáng tạo hơn không? Vậy hả? Không thể nào mà trong một cái khuôn mà 8 nhịp mà mình cứ về rồi. Vậy em muốn sao? Không góp nữa. Ý hoài thể... Ý hoài. Thì mình phải cho ý kiến. Thì nó có phải có thay đổi chứ. Đâu rồi em thử coi. 2, 3. Ý là mình phải có tay có này kia. Hay là cái gì? Vậy là 1, 2, 3. Không vậy hả? Em không ý, ý của em. Ý của em là nó có thay đổi xíu chứ tự nhiên anh cứ vậy. Em Vinh làm thử coi có chấp nhận. Thấy nó đang cũng ok thì Vinh làm việc thấy ghê. Em muốn là động tác nó phải rộng tay rộng chân á. BB để cho góp ý cái này rồi anh chứ đứa ý thì sao? Ý là cho nó rộng tay rộng chân á anh. Thì giơ tay lớn. Thì lên đi cho nó kéo người ra. Giơ tay lớn. Giơ tay cao lên nào. Thử coi. Mình giữ vậy luôn mà mình đá ha. Hai bên trái trước nha. 2 3 1, 2, 3, 5 sao cho nó rộng sân khấu. Không, anh là anh nghĩ chỗ này nếu được mình đổi được đội hình á. Tại vì anh em mình 5 người là đội hình đổi cực kỳ đẹp. Giờ mình thử đi vòng tròn cái đó coi. Mà mình sẽ... Nè bây giờ vậy đi nha. Cái này 2 cái, cái này 2 cái, cái này 2 cái, cái này 2 cái ha. Đi vòng tròn hả? Đi vòng nào? Đi sao? BB đứng ở đây đi. Em đứng đây hả? Đứng ra xa giữa hai người đó. Thì giờ là anh sẽ qua chỗ BB. Còn Huy sẽ đi hai chỗ qua chỗ của anh Hưng. Còn anh Vinh sẽ đi ngược về chỗ Huy. Hiểu không? Có nghĩa là mình sẽ di chuyển những chỗ đó. Rồi.
5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đi gì xa quá gì luôn. Ồ, cái gì vậy trời? Tập trước đi. Để sao, sao, gì sao mà cứ phải thử thách nhau hoài vậy? Thôi được rồi. Anh ơi, ý tưởng gì mà kỳ cục vậy? Đúng. Anh là bị cái gì ta nói câu nhiều hơn rồi. Bảo thủ. Bảo thủ cái gì anh cái chưa? Anh gia trưởng. Trời đất ơi. Tôi không muốn làm việc với anh, cắt máy giùm em đi. Đi, thôi, đi với mọi người. Đứng lại. Em quay lại đây. Còn nói về cái cách mà vận hành công việc của anh Chun thì thôi vì không muốn nói. Tại vì nói ra thì mất công người... Mấy nhà khác lại nói là mình thành viên là đi nói xấu thủ lĩnh trong nhà thì cũng kỳ. Anh Chun hay tự ý, hay ra vẻ, thích thể hiện. Tập gì cũng không tới nơi tới chốn. Nói chung là cách hành xử cũng hơi khó chịu, khó ăn khó ở. Rồi hay than vãn, trách móc, chỉ có vậy thôi. Anh Chun chỉ có vậy thôi chứ không có cái điểm xấu nào nữa. Rồi cái cuối khoanh tay lại đi. Mà nghiêng bên này đi. Nó cứ vậy nè. Ừ. Cái này kiểu giống như là cái trend mà TikTok hay có đó phải không? Đúng rồi, chơi TikTok á. Nó nhảy ra mọi người coi thử. Sao mà cứ tự nhiên cái tự nghĩ ra xong kêu nó nhảy không à? Tại vì em thấy đúng rồi thì em làm thử. Thì em mới đồng ý với anh thôi. Ok, hai, anh muốn thì tôi chiều. Hai. Rồi sao không đá? Bại. Rồi nhớ chưa? Giờ sao mà đưa ra ý tưởng xong kêu người ta làm không là sao vậy? Tệ. À không tệ, ý là người ta. Đúng rồi, cái này đi nha. Qua đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8 đó. Anh Hưng nhảy quá giỏi. Nhưng mà nó nhè thôi chứ nó không được sắc sảo. Nhưng mà thấy hòm hòm biết vậy là được rồi đó, về nhà luyện được. Anh Hưng thì lớn rồi, tập nhảy cũng khó hơn, các nhớ bài cũng khó hơn và những động tác của anh cũng sẽ khó hơn với các em trẻ. Nhưng mà anh ấy rất là siêng. 1-2 giờ sáng anh ấy đều gửi bài, là anh ấy đứng trước gương, anh ấy tập nhảy xong rồi anh diễn, hỏi Jun là anh nhảy vậy được chưa, em thấy ổn không, em góp ý giúp anh. Jun thấy rất là đáng yêu á. Các bạn phải đưa ra những động tác rồi 5 người đều nhảy thử coi là cái khả năng của mọi người có đáp ứng làm đổi những cái động tác này hay không. Không nổi thì Chun bắt đầu giãn bớt đi. Hai anh em thường rất là ít khi vừa trình diễn vừa nhảy. Nhưng mà giờ sau những cái buổi luyện tập thì giờ hai anh em cũng tự tin rất là nhiều. Mặc dù bước nhảy nó sẽ không được bằng các anh khác, không được kiểu ra một cái hình thái nó chuẩn chỉ, nhưng mà hai anh em cũng rất là tự tin là mình có thể nhớ bài đúng nhịp. Nghe chưa? Cái này là mình tiết kiệm thôi. Tiết kiệm. Anh đã dùng chiêu trò. Đây là chiêu trò mới trong bài đúng không anh? Cái này là dùng cho bài này. Chúc anh tụ bài. Thì ơi, anh học rất nhiều môn em. Anh học 8 môn kết hợp. Ê, cái gì vậy trời? Trời ơi. Để ngoài cái nghề mít đó. Ủa gì hả? Mình đang đi mít. Ôi ơi. Ôi giời, nó cứ dính tờ giấy luôn không ơi. Sớm tập giấy bị ướt rồi. Tờ giấy bị ướt rồi. Đã luôn quên nhập coi sao. Không cháy. Giấy bị ướt rồi. Lấy tờ khác đi, tờ giấy bị ướt rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hôm nay thì chưa có mặc đồ hết nên chưa có biết, nhưng mà khó nhất của BB á là phải đu dây, nên Jun đang rất là lo bởi vì hôm nay quần áo cũng chưa có chỉnh tề cho BB. Nói chung là trộm vía mong là ngày mai không có có điều gì hết. Tại vì cái phần mà đu dây đó là BB đã học 2 năm rồi. Mình biết là thế nào cũng sẽ có ngày này cho nên là đã học trước đó rồi. Cho nên là BB rất là tự tin. Cái chuyện đó nó quá là đơn giản với một cái người mà gọi là hoàn hảo như mình. Cái gì cũng giỏi hết cho nên là nhanh lắm, tối với BB nó nhanh lắm, không sao cả. Nhưng mà cái BB cảm thấy rất là bị không biết là có nên nói ra ở đây không. Hoặc là mình có thể không lên sóng phút này cũng tại vì mình cảm thấy bị chèn ép. Ban đầu thì BB có chia sẻ với mọi người là BB nói là BB chỉ muốn là bây giờ mình có một cái phần trình diễn như vậy để cho có một cái điểm sáng, chẳng hạn như là trong một bài thì tất cả mọi người cũng là nhảy nhót, cũng là ca hát, cũng là rap rồi, thì bây giờ mình phải có một chút gì đó gọi là kỹ xảo hay cái gì đó cho nhẹ nhẹ vô. Thì mọi người cũng đồng ý và mọi người quyết định là chỉ để cho BB đu dây thôi, không cho hát một câu nào cả. Sắc mà. Ok. 2 3. Đó. Tiếp theo. Không có ai nói gì nè. Chọn. 2 3. Bùm 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 bùm. Sao hết trơn vậy? Ok. Có chùm lâu rồi mình đã chùm 3 chị cho bố chồng. Chồng ơi. Thì hồi nãy anh thấy anh đang đo. Ok, lên nữa mà. Em kêu.
với BB là về concept, nhưng mà với Huy R là âm nhạc, nên Huy R cái gì nó cũng đi nói cho tôi nghe, nó giống như là một thằng nhóc quá phải không, mà đi rình á. Huy R mỗi lần mà thấy nhóm khác mà tập đó là rình chết rồi, xong rồi cái đấy nhắn tin cho tôi chết rồi anh ơi, âm nhạc người ta hay phải cái gì đó, cái anh phải mở loa lên để nghe nè, mà nghe được cái gì đâu, tại nó đang ở đó còn mình ở chỗ khác, đâu người ta đâu có cho mày vô, em đi ngang qua em nghe thấy anh ạ, à, kiểu vậy đó. Nó chết rồi, nhạc của mình không tốt rồi, không bằng. Cái màu trống cơm á, tôi biết là nhóm đó là trống cơm đi nha, chưa cần hát, chưa cần diễn luôn, thì tôi đã tưởng tượng được là họ sẽ làm hay cỡ nào luôn á, thiệt. Tại vì bên trong đó là đầy đủ tố chất, Subin hát những cái ca khúc mà về dân ca mà mang âm hưởng R&B theo cách của bạn ấy thì mình đã biết rồi, quá là hấp dẫn, là nghe nghĩ thôi là muốn nghe. Và bên cạnh đó một cái màu giọng đặc trị giọng dân ca Việt Nam là anh Tự Long nữa, thì tôi nghĩ đó là màn trình diễn mà Jun đang sợ nhất á. Thật sự Jun với lại Huy R và cả BB, không, BB thì không lo lắm, tại BB BB lo về cái phần đu dây, BB đã đủ mệt rồi nên Jun không quá làm phiền BB. Nhưng mà đó, thấy ghê chưa. Đằng trước này cũng phải ngồi xuống, cũng phải quỳ xuống, chảy hết. Anh Sang với đấy, anh đúng không? Trông yes. Sắc hơn nhiều. Đúng rồi anh ạ, chuẩn luôn. Yeah, đẹp rồi. Bên trên thử mở cờ hai tay cơ mà. Bên trên thôi. Thôi, sang hai bên trước đi, hết đi. Ok nha. Rồi. Anh Long ơi, này. Anh Long giơ cờ nhảy của em cái. Anh Long giơ hai tay đúng không? Ok. Anh Long chưa? Từ từ đã. Anh Long vô này. Đó. Đi. 6, 7, 8. Đi. Chưa. Cái này mới bùm này. Chồng cơ mày, vào này. Ok, bây giờ là cho xin chạy từ đoạn mà rap cho đến đoạn này đi. Xong rồi mình sẽ làm lần đầu. Ok. Trở ngại lớn nhất của nhà mình là thời gian và địa lý. Cái thời gian mà bọn nhóm mình chuẩn bị bài là Cường bay ra Hà Nội luôn. Cường đưa anh Tự Long đi thu luôn. Làm văn hóa rất khó, bởi vì để mình nghiên cứu, mình biết được các cái tiểu tiết trong đấy, đến cái bản mà cuối cùng mà khi nhóm mình nhận được là bản demo thứ 8 ấy, là bắt đầu mới hơi nhẹ nhõm đấy. Thì nó sẽ có một cái điểm yếu là cái việc mà tập luyện nó sẽ bị rút gọn lại. Nhưng mà cái phần này Cường, Subin nói chuyện nhau ấy, đừng có bị tập trung quá nhiều vào nhảy nhót. Nhưng cái phần này làm sao mà nhìn cái năng lượng khi mà ba người phát ra mỗi người một màu. Hai người đằng sau cùng là một, hai người cùng là cao nhất. Rồi từ đà này. Sao từ đà này anh sẽ sau đấy vượt. Cái đó đấy anh vẫn đứng cái đấy, thế là anh sẽ đứng cả ba, thì anh làm cái gì cũng cùng người rồi. Ok. Rồi. 2, 3. Six, yên ngang theo núi. Đúng rồi. 5, 6. Yên ngang theo núi. Chỉ là ra ra thứ, cho nên tôi không làm cái này nữa, mà xem vào cho anh xem đi. Đặt luôn. Ok, đặt cái này. Đứng ngay đi anh. Này, rồi nha. Cái đầu này. Cái đầu này, 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 cái
cho hai người cuối bài xong cùng hai người có lời hai người yes rồi đấy nhá mình ngủ xong mình đi há hốc đầu xin bực như ngày ra đi ban đầu duyên người xa mong thì về vì mỗi một trời qua chỉ kể là trai em bằng qua mà chúng ta sẽ tốt đi em nghe hát gian nan vai chăn trở tôi non đã thân trở vượt qua mà thôi con tim mà bao không chạy như tham đầu mang giấc mơ để bay xa giấc mơ để bay xa giấc mơ để bay xa cái trước khi mình vào cái câu làm cái cũng mắc chung tất cả mình chia ra mình tạo ra tất cả mình sân khấu làm anh em muốn chung hát chung đấy luôn. Vậy là mọi người có học thuộc cái ban giấc mơ để bay xa để cho mỗi học khán giả được. Ban giấc mơ để bay xa ấy, mọi người viết cái đó đoạn lên cho anh. Sau cái đoạn này này, tại vì cái đoạn đấy có rất là dài thì mình chạy lại được cái điểm kia ấy. Nên là anh em phải chạy rất là nhanh nên là không cần mình giữ được cái đoạn này. Vừa em với anh, em với anh sẽ là dẫn đầu hai đội đi chéo sang đầu hai đội để lên cái sân khấu nó bị đập. Đấy thì mọi người cố gắng vào đấy chủ động là mọi người kiểu freestyle freestyle vừa đi vừa có bác hơn vừa đi vừa có bác hơn giấc mơ lại bay sang spin sang phải anh sang trái anh Long lên giữa nhá. Ý là lúc mà mang giấc mơ bay xa ấy, thì em búa bên kia để anh em đi lên sân khấu trên. Không có anh Long phải đi giữa. Anh Long đúng rồi. Anh coi như xong cái đấy nhá, tại em chủ động sang phải là để anh ở đấy cường chủ động sang trái. Ok anh. Giống như cái mũi tinh ba ấy. Ok anh, nhất trí. Mơ này bay xa, giấc mơ này bay, giấc mơ này bay xa. Giấc mơ này bay xa, giấc mơ này bay xa, giấc mơ này. Yeah, đúng rồi anh Long ơi, chuẩn.
chuẩn luôn. Yes. Lúc nãy là anh làm như nào nhỉ? Anh là hù, anh rút về. Anh rút cho anh nghe lại nhắm. Rút phát là về đẹp hơn nhiều. Tiếp bước nhiên anh sang đi mang theo duyên người xa. Mong người về vì quy một chơi hoa. Chỉ kẻ làm trai anh bằng qua và trong gai chân bắt đi hiến nga. Tang mới là rụt. Tang mới rụt nhá. Đấy. Hù đi. Hù đi. Hù đi. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em. Hù đi. Ui. Gần được. Mang cái gì? Quá. Lộ bài rồi. Mình phải căng thẳng thôi. Căng thẳng quá anh ạ. Đang chưa biết như nào đây. Thực ra mọi người đánh giá như vậy thì mình cũng tự nhiên bị áp lực ấy. Trộm vía được cái là vì nhóm mình có cái sự liên kết nó rất là tốt. Mình không biết các nhóm khác làm việc với nhau như thế nào, nhưng mà cái cách mà ba anh em làm việc với nhau nó rất là tình cảm. Tất cả các thành viên cống hiến một cách vô điều kiện. Vì cái tên là Sao Sáng nên cả ba anh em cống hiến vì cái tên đấy, về cái ngôi nhà đấy. Đúng rồi. Cái sân khấu mình là cấu hình khác hoàn toàn, mới lại cái hội đúng. Thì lúc nãy khi mà vừa mới tập sân khấu xong thì ra thì cũng có nói chuyện với team của anh. Khi mà mình tập ở trong phòng tập nó một cái diện tích nhỏ ấy, cho đến lúc mà ra một cái sân khấu bự như vậy là mình cũng đoán trước được là nó sẽ có thay đổi. Vì là nhà Sao Sáng cũng đã thống nhất với nhau về những cái tuyến chính. Tại vì là tất cả những thứ mà cái tuyến chính mà nhà Sao Sáng đã tập với nhau từ trước ấy là nó đã fix là như vậy rồi. Nên là mọi người nắm bắt rất là nhanh, và khi mà có sự thay đổi thì mọi người cũng adapt được cái việc đấy cũng rất là nhanh.
thiền mọi người nào. Rồi bây giờ đứng lên trên đây giùm tôi đi. Đứng lên trên đây làm cái mà quăng áo tơi rồi vẫn còn đội nón đi. Bây giờ tính tới cái nón nè. Tại vì hồi nãy khi mà quăng áo tơi xong mấy bạn đội cái nón này nhảy cũng khá là đẹp. Chỉ có điều là có người sẽ xúc sổ thôi. Ha, thì hai nha là vẫn giữ cái nón này để mà nhảy cái tình bằng ở đây. Xong bắt đầu là chạy về á, lúc mà chạy về đó mà anh Từ Long ảnh đánh trống á thì mọi người lại quăng cái nón vô trong ốc này giùm Hưng. Rồi bây giờ đi lên, chị đi lên đây lại. Trời, đánh chạy nhanh lên, đừng đi bộ. Không phải đúng, cởi bãi không được. Đoạn anh Long hát đúng không? Thì đeo anh cái nhá. Ai kiểu một bạn đằng trước một bạn đằng sau đeo anh cả. Đúng rồi, câu đấy là anh phải đội mũ thôi. Thì mọi người support anh cái này nhá. Ok, như này. Nhưng mà đừng buộc như này, buộc như này à, buộc như này tí tháo ra được. Dễ đúng không? Ok. Tình đâu có bằng công cái chân cờ. Tình bằng chính bạn có tình bạn có cái chốt cửa khẽ làm khẽ vỗ ôi bồng lên bờ ôi bồng lên bờ ôi bồng lên bờ. Hey, một bay ta tìm con xích, một bay ta tìm con xích. Ôi sống ôi đi rồi nhớ thương ai đôi con mắt ôi lì gì lì gì. Cây non đang đâm chồi vươn qua tầm tối, con tim mang thoáng bầu đợt bốc cháy như thơ nồng. Mang giấc mơ này bay xa, giấc mơ này bay xa, giấc mơ này bay xa. Mang giấc mơ này bay xa, giấc mơ này bay xa, giấc mơ này bay xa. Đôi chân ta đôi chân sông pha đi tới. Thế bây giờ là Vin đấy. Sorry Vin, Vin đi lên lầu lại giùm đi Vin. Thiết kế cho hai người lên hỗ trợ. Thiết kế cho xin hai người đến hỗ trợ cái đèn bầu kia bên xuống dưới đây. Cho tôi xin cái góc đèn cuối cùng mở hoành tráng lên hết á. Em ở đâu ạ? Bên bên lầu đi, bên lên lầu đi là chỉ coi cho này đó, đây. Vâng. Đứng sát ra ngoài luôn bên. Bây giờ phải đứng nha chú đừng ngồi. Đó, đứng bên tay phải của bên xíu. Nó đó. Rồi chừa chỗ cho cái đèn để vô. Chỉ giữa đây. Ok, đấy. Rồi, đây bên đứng lên nào. Chắc hôm nay về phải chế thêm cho em cái đế thế chân này nó cao lên. Cao lên phải tầm 20 phân nữa đấy. Em đứng đánh mà. Đấy em ngồi nhưng mà bây giờ chú Thư muốn em đứng thì phải chế thêm cái này cho nó cao lên rồi. Đứng đây em đứng em đánh nhá. Duyên nợ khách ta nồng.
Khánh, bà chủ, bà chủ. Subin đến quậy. Đến quậy quán mình, bà chủ ơi, bà chủ. Bà chủ ơi. Nhanh cái chân lên. Subin đến quậy quán mình này. Mấy thằng này còn phải đi chỗ khác nữa, không có rảnh. Tại vì lại bảo là tại sao thuê chỗ để bán luôn mà không trả tiền. Anh cần gì ạ? Cái sơ mày bán đây. Bây giờ mày bán đây hỏi ai chưa? Cái sơ của em bị giang hồ bắt nè. Dạ em cứ tưởng là mọi người sẽ thích nên là thôi mấy anh thích cái gì thì... Thôi cái anh thông cảm như này này, em nói này. Thích cái gì thì em sẽ gửi luôn ạ. Anh thích em. Ủa giang hồ kỳ vậy? À, nhầm. Chủ nhà đây. Tôi bảo anh như thế bao giờ? Người nhà của chủ tiệm đây, các anh là ai? Đây em này, là quản lý em đây ạ. Em là nhân viên ngay là chủ tiệm đúng không? Tôi tính lớp anh. Người nhà là người ở trong nhà với chủ tiệm. À, ở cùng nhà đó chứ không có chức trách nhiệm gì đâu. Em đi ra. Ủa? Anh là người của anh ơi, các anh thông cảm. Bây giờ các anh muốn gì? Bọn em mới lập nghiệp, rất là nghèo. Nên là mấy anh thông cảm cho em bài bán đây. Bây giờ mấy anh thích cái gì thì em tặng men hết. Thông cảm cho em, ai thông cảm cho bọn anh? Giờ đấy em hay là bây giờ nghĩa. Em thông nó đi. Đấy bà chủ. Để anh nói em nghe này. Bây giờ người anh đây cũng là con người với nhau, cũng phải đứng nắng với nhau. Bọn anh cũng rất vất vả. Bọn anh cũng đi qua đi lại mấy nơi rồi, cũng rất vất vả, em hiểu không? Bọn anh cũng không gọi là cũng không muốn làm khó các em làm gì. Nhưng mà bán ấy là cũng phải hỏi trước hay là như nào đấy, chứ không phải là các em ngang nhiên tự nhiên bày ra đây đầy bày cả hình như thế. Bọn em cũng không coi chủ đất ra gì đúng không? Đúng rồi. Thôi anh bảo nhà em là đã có rồi. Nhà đây có thì bọn rồi. Anh thì cũng dễ tính, cũng gọi là cũng không có bắt nạt ai bao giờ. Mình sống có tình người. Sống có tình người. Thôi bây giờ em sẽ có gì dọn hết đi hả? Hết mở hết ra xem nào. Anh ơi em không còn gì hết. Sáng giờ bán được nhiều chưa? Sáng giờ em chưa được cái gì hết. Anh thiếu vũ tiền của em này. Em bán cho ông chủ của em này. Ba cho ba chủ này là em biết. Ôi, mấy cái xúc xích ăn ăn kèm mấy cái xúc xích đỏ giùm em à. Rồi anh lấy mấy chai uống nước, xong rồi mấy cái bánh ăn dặm. Đưa anh cái thùng đấy, đưa cái thùng. Sáng giờ chưa bán được gì anh ơi. Rồi cái này mấy đứa quản lý coi cho như bàn nhà anh thì không phải xin nhá. Đấy nhá, đấy là bọn anh còn thương, bọn anh thương, bọn anh lấy ít thôi nhá. Không mà bọn anh gọi quản lý thị trường á, bọn anh còn chết nữa đấy. Anh có cái nắp này anh bỏ vào. Không cần nắp. Tại mới bán ngày đầu tiên mà anh như này thì làm sao tụi em có lời anh ơi. Rồi thế ơi đại ca. Anh ơi. Thị trường kỳ không mình thương, mình không gọi không chứ mình mà gắt mình có phải mang cái xe đây rồi bán mang cả anh ba chủ về để tôi nhớ cái mặt nhá. Em bán này là được rồi, em mừng rồi ạ. Đây bằng gì cũng được rồi. Ôi xin nhá, thôi buôn mày bán đắt nhá. Có gì lúc nào bọn anh lại ghé ủng hộ nhá. Lấy thì lấy. Anh ơi em cảm ơn anh, cảm ơn lấy anh luôn. Cảm ơn anh. Thôi thế thôi, chúng ta bắt đầu. Anh nhiều quá này ơi, bởi đại cho em bán anh ơi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Lần này thôi nhá. Cảm ơn chủ tiệm nhá. Là bạn tốt nhá. Nãy mà không. Anh em ơi. Anh em lại cặp rồi á. Nhớ lại bấm. Này em à. Này chơi nhau đây này. Em
Anh em đoàn ơi. Anh em trong đoàn à? Sao? Ai thích thì thoải mái nhá. Tự nhiên đây, cho tôi mời tôi mời. Rồi, cảm ơn anh bằng anh và anh là bằng nào? Anh bằng gì ạ? Bằng anh bằng gì ạ? Bằng đèn. Vớ vẩn. Thôi đi, mình đi đi. Vớ vẩn. Mình cầu. Mình cầu. Mày mày giang hồ cho nó hay bị cầm quên đó. Giang hồ gì đâu mà ha. Đẹp trai. Nhưng mà nói thật chứ anh em ăn uống thì cũng ăn lẹ lẹ không đủ thì trời nắng nó hỏng hết anh em cũng. Thôi rồi, giúp cho Hiển vậy. Giúp người ta. Quá dai rồi, giúp cho. Anh đi giúp đi. Rồi đi, đi xuống đây. Vô đi ăn đi đó. Đi hết tiểu phẩm rồi. Đây là kết thúc. Kết công ty. Dù tuy là bị một cái băng đen nhỉ, băng đen chửi rất là nhiều nhưng mà chúng tôi vẫn cảm thấy khá là hạnh phúc vì là nhiều quá. Vì người ta chửi. Vì hạnh phúc là trời, hạnh phúc nhớ. Sao vậy? Băng đen đây. Tại vì kiểu mình mang lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người, đúng không? Còn gì nữa không? Nói thêm đi, hết miếng rồi. Cứu em à. Thật ra... Dừng hình hả? Không, thực ra là anh thấy vui lắm là vì mới mở bán một ngày đầu tiên mà được mấy cái anh giang hồ mấy anh đến ủng hộ như vậy cũng được. Với lại anh Long, có anh Long nữa. Có anh rất đẹp trai. Nhất là anh, nhất là anh Hiệp. Cảm ơn Duy Khánh nha. Lần sau nhớ phát huy, anh xin. Say Me, nhà mạng Gen Z, data thả ga, vốt ăn tài bứt phá. Chúng ta sẽ có động tác chung với nhau lúc mà anh em từ ban đầu là mọi người sẽ diễn. Nhưng mà tới cái cùng của em là hãy cho anh một cơ hội để anh được biết để anh được đó xong là vô hút phút hát đó phút hát bắt đầu đi cái đó nha. Hãy cho anh một cơ hội để anh được biết mỗi khi gần nào 2 3 4 5 6 7 8 rồi lại ha. Động tác này là mũi gót mũi gót. 1 2 3 4 5 6 7 8. Khi mà 8 á mọi người qua đây đúng không, mọi người ráng tà xuống cái nó về đây lại dạ nó không trả về. Cái này nó có một cái trick là đánh cái phần eo lên. Không, cái đó là ông nhảy nhảy đầm nhảy gì rồi. Thì muốn đánh cái phần eo nó đẹp á, theo kinh nghiệm của em thì nó sẽ là tầm 45 độ hoặc là 30 độ thì sẽ đẹp. Anh em đạp lên thôi, đạp. Tôi chậm lại. Đạp. Chân trái lùi xuống. Để lên. Chân trái y chang luôn. Đạp. Chân phải lùi xuống. Để lên. Chính xác, nó sẽ là 5 tà 6, 7 tà 8. Anh Tùng đạp, đừng có đạp xa quá anh Tùng. Đừng đạp, anh đạp hơi gần. Anh đạp gần thôi, đừng đạp xa quá. Dạ đúng rồi, đạp gần thôi. Sao Phú hát ballad không mà biết nhảy hay. Nó sẽ là lùi phải phải, lùi phải phải, trái lùi trái. Đó. Được không đi cô? Phải lùi. Nè đạp lại xuống. Đạp. Đạp. Lại xuống. À, lùi lùi xuống, lùi xuống. Phải lùi phải trái lùi đúng rồi chính xác. Nhưng nào ráng đánh cái gót ra ngoài một tí thì nhìn nó sẽ dẻo cái hông của mình hơn. Nè bùm 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 đứng thẳng thôi. Đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, mình không giỏi về nhảy. Lần nào mình rơi vô cái nhóm cũng toàn là nhảy từ đầu tới cuối. Thì cái bài này nhảy còn nhiều hơn cái bài trước nữa, nên là rất là áp lực. Đó cây thì luôn, thì mọi thứ nó perfect, mọi thứ phải chuyên nghiệp. Phúc thì chỉ mình những cái tip nhỏ nhỏ để lắp vào những cái đó mà nhìn vẫn ok. Nhưng tất nhiên là tất nhiên chuyên nghiệp như cây thì còn phải cần rất nhiều thời gian. Chưa bao giờ thấy Nico bực góp ý cái gì, chỉ cái gì là Nico sẵn sàng và tiếp thu rất là nhanh. Yeah.
6, hẹp 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, cỡ, bởi vì nhà KK đều là những thành viên khá là cầu toàn, đòi hỏi rất là cao trong chuyên môn. Và đặc biệt là mỗi một lần có thành viên nào hát sai hay là làm một động tác sai thì nguyên cả nhóm đều phải tập lại từ đầu. Và đôi khi những người mà làm sai đều cảm thấy khá là áp lực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 cái lịch diễn đi nước ngoài nó lại rơi đúng vào cái giai đoạn mà các cái buổi tập, thì trong những ngày tập dượt đó thấy mọi người làm việc hiệu quả, tập bài thuộc và động tác dứt khoát, thì những cái lo lắng, những cái stress nó tan biến. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Rồi, lên nè, đó. Đó, rồi bị... Sau khi đi bộ xong ra cái đội hình 5 người á, là phải tính cho tụi anh đi nó tự do ra chút xíu. Rồi cái chỗ nào mà về với đúng 5 vị trí đó là bắt đầu vô nhảy. Chứ nó không nó bị đơ. Về vị trí sớm quá, đứng không đứng gì nó đơ. Đâu có hay. Ok. Đó, anh thấy cái chỗ đó nó còn lủng củng. Ok, anh hiểu. À, anh em ơi, tập trung cái. Nico, có nghĩa là thế này. Khi anh em mình lướt xong, tới cái phần ai đó hát thì phải nhớ cái vị trí, đúng vị trí của mình. Bản thân mình cũng nhớ đúng cái vị trí đó, nhưng mà anh em diễn kiểu đẹp trai rồi chọc fan hay này nọ, tương tác với fan, về đúng cái vị trí xong đứng yên đó hát tới cái câu đó thì hát, thì người mới vừa diễn xong thì tạo dáng xong thì đứng yên để người kia. Nhưng mà ý ở đây á, từ máy đi bộ ra khúc show á hả? Dạ, từ máy đi bộ ra đó. À, từ máy đi bộ ra. Dạ, từ máy đi bộ ra. Anh em nhớ đúng cái vị trí, nhưng mà thần thái của mình á là sẽ giao lưu với fan. Còn ai mà hát đầu tiên thì vừa ra xong thì diễn xong là đứng yên, là nhìn fan cười đó. Còn cái người kia cũng vậy luôn. Đó. Thì diễn xong là phải đứng yên. Xong cái là bắt đầu nhảy. Kiểu á, em có một cái, em nghĩ nè, cái tương tác với fan á, kiểu anh em mình đang đi cô gái dễ thương thì thấy thần thái thì cứ kiểu diễn với fan hay này nọ, kiểu tim ra hay nọ thì nó sẽ thú vị hơn. Đó là mình đang diễn, mình đang hóa thân thành cái người đó, nên là khi mà đi ra xong, nhìn xong bắt đầu hát với Nico, ở giống anh đang khôi bum đứng yên xong cười nọ, các thứ có thể đứng, các thứ cũng được. Rồi xong anh Nico cũng vậy, diễn hát xong bum chỉ dắt các thứ. Xong rồi tới em là bắt đầu là anh em kiểu vậy, vậy đó, kiểu vậy thôi. Nhịp xong rồi vào cái này. Nhưng mà lúc mà đoạn Nico hát là nó có cái đúng rồi. Nó có thể diễn cái pha, diễn cái nọ cũng được. Đó.
Thở đi anh em, thở đi. Nhúc nhích theo cái nhịp thôi. Tùng cũng khá bất ngờ vì bản thân Tăng Phúc cũng nói là trước giờ là em là chưa hát ballad thôi, chưa bao giờ nhảy nhót như. Nhưng mà cái khả năng cảm nhạc của Phúc rất là nhạy. Cái động tác, cái dáng của Phúc làm là nó cảm thấy rất là feel, chill và mềm mại. Hiện tại thì nhóm của Phúc chắc được khoảng 80% thôi, tại vì vẫn còn một vài đạo cụ chưa được tập với mọi người, thì là vẫn còn phải đợi thêm một buổi để có thể rehearsal nữa. Mà cái đạo cụ nó rất là quan trọng, hai cái đạo cụ rất là cực kỳ quan trọng, cho nên là khá là lo lắng một xí. Anh Tùng lên đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 chụp căng. 2 3 4 5 quang quang chụp chụp, bắt đầu đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 đẩy 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 đẩy, nó cái gì hết, nó có những kiểu gì thôi là được. Anh em coi lại nha, coi em với Vinh làm lại nha. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 nhìn điên phết luôn á, đỏ điên phết luôn á. 1 2 3 dừng. 4 5 6 7 8 rồi. 1 2 là vậy. Anh bước 1 là bước 1 rồi. Sai rồi. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ mấy anh làm đúng rồi, nhưng mà team mình nó không có đều. Đúng rồi, nhưng mà team mình nó không có đều. Khai thác với cái máy nó phải nhiều hơn và ra được những cái gì đáng giá thì người ta thấy cái sự đầu tư đó nó đáng giá. Tùng nó chỉ là hai loại mà suy nghĩ bướng 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 là gì, nó quá ít cái mức thành vậy. Đúng rồi, nhảy chắc là anh thấy như này là hơi phức tạp, tại vì em biết sao quá ngắn chơi cảm nhận quá chưa. Khai thác này là mình làm thiết bị để chơi cỡ khoảng có cái chiêu 1/3 bài thì mình làm nhiều cho nó phải là một cái concept cho cái phần nó luôn. Thứ hai ấy, cái beat tempo nhanh nhỉ, đến đấy nhá, anh ví dụ như 5 anh em nhưng mà chỉ cần có mọi anh em fail thôi là nó fail dây chuyền luôn, là nó đổi, tại vì nó chạy qua chạy lại đang xem. Em nghĩ là khi chạy này thì phải bỏ cái này, bỏ cái đi bộ. Ủa? Nhảy bình thường ở dưới đất đã khó rồi và lên máy chạy bộ thì càng khó hơn rất là nhiều. Để mà thích nghi được với bài hát này thì cái máy chạy bộ phải chỉnh lên cái tem chạy khá là nhanh. Tôi nghĩ là sẽ khá là khó với nhóm, nhưng nhóm những đã quyết tâm chinh phục cái gì sẽ quyết tâm bằng được. Chúng tôi đã tập đi tập lại hàng nhiều lần, hàng trăm lần ở trên mặt đất để khi mà máy chạy bộ thì nhóm có thể được thích nghi được ngay.
Rồi giờ góc 2 nè. Gỗ nội thất cho mọi nhà. Em cứ búng tay đều nha. Thì đây là cái nhịp bài của mình đúng không? Đấy. Thì anh luôn nắm được cái nhịp vào đầu tiên đúng không? Mình bắt được cái nhịp vào đầu tiên đấy thì mình sẽ lấy cái nhịp đầu tiên đấy để làm mốc. Cái câu cuối ấy, anh mà làm được một cái gằn giọng hoặc là ê hoặc là một cái gì kiểu thái độ á. Đấy, tại vì giọng anh rất là khàn, nghe nó rất là ghê. Bây giờ thử nhá. Em rap trước xong anh rap theo em nhá. 1 2 3 4. Ê, nhưng đồng tiền trước mặt quá to. Ê, đừng cho mình quên đi nghèo khó. Đừng cho mình quên đi. Anh phải A nữa, anh phải A.
Đấy, anh phải đừng quên cái ấy, nếu không là anh sẽ bị thành một cái nhịp bám theo em luôn. Lại nhá. 1, 2, 3, 4. Ê, nhưng đồng tiền trước mặt quá to. Đúng rồi, hơi chạy nhịp. Bình tĩnh lại rồi, mình cứ thật chậm và từ tốn thôi. Nha, lại nhá. 1, 2, 3, 4. Ê, nhưng đồng tiền trước mặt quá to. Ê, nhưng đồng tiền trước... Nhưng đồng tiền trước mặt quá to. Ê, nhưng đồng tiền trước mặt quá to. Ê, đủ cho mình quên đi nghèo khó. Ê, đủ cho mình quên đi nghèo khó. Ê, chỉ cần ta ôm trọn được nó. 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 Chỉ cần ta ôm trọn được nó. Em hay một cái trick nữa em hay áp dụng ấy là em hay bôi đen những cái chỗ bôi đen hoặc là cái chân những cái chỗ vào nó vào cái nhịp bật này. Chỉ cần ta ôm trọn được nó. Đấy thì chỉ cần ta ôm trọn được nó. Đấy thì ví dụ như là câu chỉ cần ta ôm trọn được nó này, em anh thấy em bôi chân ở vạch ở cái nhịp này này, ở chữ chỉ, ở chữ trọn và chữ nó. Đấy thì mình chỉ cần nhìn xong rồi mình chỉ cần ta ôm trọn được nó. Đấy. Chỉ cần ta ôm trọn được nó. Đấy thì mình biết là những cái từ nào nó nằm ở cái nhịp chính. Đấy thì mình chỉ cần bám những cái chữ đấy nó bám theo nhịp chính là những cái còn lại nó đều chỉ cần ta ôm trọn được nó. Đấy. Chỉ cần ta ôm trọn được nó. Chỉ cần ta ôm trọn được nó. Đấy đúng không anh? Đấy là mình sẽ bám được theo cái nhịp. Mình chỉ cần kiểu đặt những cái dấu mốc làm sao để mình nhớ là cái nào vào nhịp chính nào vào và sẽ cố gắng bám theo. Vâng, đấy, ok. Thử nha. 1 2 3 4. Ê, nhưng đồng tiền trước mặt quá to. Nhưng đồng tiền trước mặt quá to. Mình thay dẹp ơi. Ê, nhưng đồng tiền trước mặt quá to. Đủ cho mình quên đi nghèo khó. Đủ cho mình quên đi nghèo khó. Ê, chỉ cần ta ôm trọn được nó. Ê, chỉ cần ta ôm trọn được nó. Ê, từ giờ sẽ chẳng cần son đỏ. Ê, từ giờ sẽ chẳng cần son đỏ. Đừng đùa nha, đừng đùa nha. Thế là sẽ bắt được. Ok. Anh là bị giờ sợ bị chạy cái nhịp thôi. Ờ, đấy. Thì bây giờ mình có cái trick đấy để mà mình bám được bao nhiêu rồi. Chắc là sẽ chơi được. Ok Cưng, chơi. Cảm ơn Cưng rất là nhiều. Nhớ kèm chặt anh vụ này nha. Anh yên tâm, kèm chặt luôn đấy. Ok, khủng khiếp. Cái khó khăn của Luật trong cái phần trình diễn đó là rap và vũ đạo. Mình mới nói là rất là cảm ơn Ram là vì Ram rất là nhẹ nhàng. Không sao anh Luật, anh làm được từng câu, từng chữ. Không có kiểu là à, thôi anh đọc đại đi, không có. Anh Đạt cũng vậy. Tại vì Luật không biết nhảy cho nên là khi anh Đạt hướng dẫn mình cái động tác nào mà mình làm khoảng chừng 10-15 lần mà không được thì anh Đạt sẽ là người hướng dẫn mình. Nghĩa là em ơi, giống như khúc này em đang vác một cái gì đó. À, em ơi khúc này giống như là em nâng cái vai lên theo kiểu mà có một cái vật gì đó trên vai em. Em hất cái vai ra làm sao. Thì anh Đạt anh sẽ chỉ mình theo cách mà dễ nhất để mà mình hiểu. Okay. Nếu mà đoạn này ngắn quá thì để anh sẽ kéo dài thêm cái đoạn nhịp tim này dài thêm một chút xíu nữa. Kéo được trong em không? Kéo thêm hai nhịp nữa thôi là đủ. Cái tim đập thì để mọi người ổn định đội hình nó cũng ổn. Nó đang là ực 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 ực. Thì bây giờ nó thành ực 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 hai lần tám á. Đúng rồi, em bốn phách đấy nữa. Tức là cái kia là đang là một lần tám. Thì giờ làm 1 lần 12. 1 lần rưỡi. Đấy. Đóng led này. 3 4 này. 5 ụp này. Ụp, xong rồi ụp, ụp, 3, 4, xong. Đấy, nghe chưa? Thì mấy bạn kia chỉ cần bập, 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 bập vậy thôi. Với lại bọn anh cũng tập cái solo của từng người luôn. Sau cái tực, 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 là anh sẽ nhảy cái này. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Rồi ra ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Đá luôn, đá chân luôn chứ. Đó. Đó. 7. Đá y chang nhau thôi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anh Đạt thì phụ trách về vũ đạo, mình thì lại phụ trách về sáng tác và những cái phần export cũng như là sắp xếp bố cục bài hát. Và anh Tiến Luật thì lại phụ trách về phần dàn dựng những cái tiết mục trên sân khấu. Nó không phải là một câu chuyện vui, nó là một câu chuyện mà có tính nhân văn ở trong đó. Nhưng mà bọn mình lại thể hiện nó bằng một cái góc nhìn nó có phần nào đó khá là hài hước và vui vẻ. Càng đi về sau nó càng thể hiện cái sự giải phóng khi mà mình được trở thành một cái phiên bản hoàn hảo, hoàn thiện hơn. Và những cái vũ đạo mà anh Đạt sáng tác ra thì nó cũng rất là hỗ trợ cho cái nội dung như vậy, cái thông điệp như vậy. Đấy, máy theo này, có cúc này này. 2, 3, dưới ạ. Mua đi, mua đi. Đúng rồi. Yes. Rồi, đó là 1 đi. 6, 7, bình, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anh Đạt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, là mình đứng ba thằng ở đây luôn, mình nhảy luôn. 5, hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ. 6, ta 7, ta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello. 2, 3, 4, 5, tà 6, tà 7, tà 8. 1, 2, 3, 4, 5, tà 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Lúc đó anh Đạt cũng đang nhảy mà. Không, có xe bắt cái cảnh trên. Tức là ý là sẽ không có được một cái frame trên TV là kiểu một người ở giữa mà hai bên là thiên thần hóa quỷ đâu. Dạ thì lúc đó sẽ chia frame mà sẽ kiểu là chỉ đơn giản là hai bên thôi, thể hiện bằng màu sắc thôi này nọ thôi. Còn nếu vậy thì có cần trên này không? Trên này cho dancer thôi. Nếu mà đứng chung dancer nó sẽ hiệu ứng hơn. Rồi. Nó ở bên kia mà. Tám. Rồi em ơi, cái đầu cao. Quay bên phía nhìn ghê không? Người vô như thế này. Em á. Vui như lúc bên chậm chậm các thứ thì bơi theo anh. Thì quan trọng là lúc anh ở trên dây anh phải bơi chậm. Làm slow motion bơi chậm ở trên đấy thì mọi người cũng slow motion theo thì cái cảnh thì nó sẽ đẹp. Xong rồi chỉ đúng một nửa điệp khúc thôi. Xong rồi phát là bắt đầu anh di chuyển nhanh hơn. Ồ đã quá ta, sáng chơi cầu lượng liên tục luôn trời. Thương ơi cho cái lỗ bự đi Thương, cái lỗ này nhỏ mấy bạn ở trên nó quăng, nó rớt mà nó không có rớt vô mà nó còn đen bên ngoài, nó kỳ lắm.
Ơ chạy nhanh mới chạy kìa. Khỏi chạy, khỏi chạy đi ha. Chứ chạy mệt quá, chạy mệt quá. Bỏ bỏ, bỏ nha bụng. Miễn sao ra đá một cái được rồi ha. Đó là sao là người khác. Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán. Bay lên vỡ nát. Đời khó khăn chỉ là lẽ thường. Giờ hãy vui nào vàng nhé. 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, xé. Xé đang làm mà, lại phải xé ở đằng sau lưng nữa chứ không không để cái lưng như này thì cởi ra mất thời gian. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vô, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Anh chạy ra tôi đang xỉu quá. We'll be right back.
Lên bóng 2 này, bóng tôm chéo này. Thì là sau khi đấy là em sẽ kéo ra đi đường này. Rap thì là mình sẽ đi về. Tại vì có đoạn góp. Góp thì mình sẽ đi về. À, góp nhảy xong rồi mình sẽ tự tìm về. Ôi, thì chuyển đấy. Em đã đang rap rồi. Thì mỗi người đều sẽ tham gia vào trong một cái phần phần của cái tiết mục này. Ví dụ như anh Thành Trung thì nghĩ đến một cái idea, một cái câu chuyện chung cho bài diễn. Hoàng Hiệp thì dựng bè cho anh em hát. Hoàng Hiệp và Quốc Thiên dựng bè cho anh em. Hà Lê và Hoàng Hiệp và Kiên Ứng thì phụ trách cái phần rap, bọn tôi đều cùng viết. Mình cũng làm việc thêm cho anh em về phần hệ thống lại cái phần rap đó, làm sao để cho nó mượt mà nhất. Và chỉ cho anh em các cái điệu nhảy, các cái bước nhảy, chuốt lại động tác cho anh em. Bên cạnh phối hợp với cả biên đạo. Mỗi một người bọn mình thì đều có một cái vai trò riêng. Và ở trong một cái ca khúc như vậy thì bọn mình muốn làm sao để cho tất cả anh em đều có thể là có cái đất diễn của mình, đều có cái đất để mình tỏa sáng và được trải nghiệm làm những cái điều mà trước giờ anh em chưa được làm. Đấy, ví dụ như anh Thành Trung và Hoàng Hiệp thì có thể sẽ rap, sẽ được rap này. Quốc Thiên cũng có một đoạn rap của riêng bạn ý này. Đấy, và yeah, tất cả chúng tôi đã nhìn bọn tôi như một nhóm nhạc, một nhóm boy band vậy. Đấy, và bọn tôi đang cố gắng là hòa quyện với nhau để tạo nên một cái tác phẩm nó vừa vui, nó vừa có một chút câu chuyện, nó vừa hài hước, nó vừa kinh dị một chút. Yeah, mình hơi tham nhưng mà đã nghĩ ra đến đây rồi thì chắc là bọn mình sẽ phải cố gắng theo để nó đến cùng. Có nghĩa là nhá, trong lúc của anh rap thì Vân với em thì sao, vì lúc đầu anh vẫn muốn là Vân nó xinh đẹp để khi bọn anh bước vào là bọn anh thích. Đến khi đến cái đoạn đấy đeo mặt nạ vào là để phân thân ra để cho bốn cô kia ra, để khi gỡ cái mặt nạ này xuống thì là nhìn thấy cái mặt của các cô ấy, để dùng một cái gọi là dùng một cái thủ pháp đấy em nó. Thì sau này khi cái đoạn mà điều thứ hai mà hạ mặt nạ xuống rồi thì là bọn anh đã chuẩn bị chiến đấu rồi, thì lúc đấy bọn anh sẽ tập trung vào phía Vân. Để nhưng mà là không giống đẹp đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là Vân đeo cái mặt nạ lên thì coi như là cái hình tượng mà khi bốn cái kia nó xuất hiện, bốn cái kia thả cái mặt xuống là ma thì mọi người biết ngay sửa mỗi Vân cũng là ma. Đừng báo hổ với cả chỗ anh Đài mà có chơi chỉ đóng nhá, thì chuẩn bị đóng tuyển vợ thì tự nhiên bà ấy cho tất cả con gái của bà đeo mặt nạ để xem chọn ai. Cái kiểu này giống như thế thôi. Cô Vân này cô đang muốn lừa với thằng này, cô đeo mặt nạ vào không cố phân thân ra. Các anh này sẽ xem là ai mà ai chọn cố ý kiểu thế thôi. Nhưng đến khi mà bốn cái hạ xuống làm mặt ma thì là lúc đó là bọn anh đã biết rồi, lúc đó là bọn anh không có gì bất ngờ thì bọn anh đã biết, bọn anh biết. Ừ. Và là ban đầu là vẫn đẹp, bởi vì ban đầu vẫn đẹp để lừa khán giả. Thế thì trên mặt nạ thì nó lại nó cả những em nó là cái đường dây mà nó hỗ trợ cho rap dễ nhất, thì đấy là giống như kiểu là đoạn đầu khi mình đang hát với cả nhau cái bài dựng ra trên đàn piano. Thì cái lúc mà bước nắm tay của cậu bọc, thật ra là nên cả năm anh cùng nắm tay cô ấy đi qua cậu bọc. Sau đó thì đến đoạn rap cũng là từng anh kiểu kéo tay cô ấy. Về chuyên môn của mình thì mình cùng với cả anh Trung là lớp trưởng nghĩ ra một cái content để làm sao mà cái đường dây của hai bài hát tuy nó không liên quan gì đến nhau, nó tương phản 100%, nay đã có thể kết hợp vào và có thể kể được một cái mạch truyện nó khá là rõ ràng. Nó cũng có twist và nó cũng có cái những cái điểm bất ngờ highlight trên sân khấu. Thêm nữa là khi mà kết hợp được cùng với cả chị Thư là tổng đạo diễn chương trình ấy, thì chị đã kết hợp cùng với cả team nhà hát để làm sao cái phần biểu diễn cũng như là phần đi lại, phần thể hiện của tất cả anh em ấy, nó có một cái gì đấy bù trừ lẫn cho nhau. Và để mà nói rõ hơn nữa về cái việc là khi mà mình đóng góp được cho các anh em ở một số các cái nét diễn cơ bản
đấy là đoạn nào cần nên tương tác, đoạn nào cần nên có một cái reaction, một cái phản ứng dữ dội về việc là người đàn ông này đang tán tỉnh cô gái kia và cướp mất cái phần lượt của mình, và sau đó mình phải phản ứng với cái điều đấy và mình tranh lên mình cướp, để thấy được cái sự cạnh tranh, thấy được cái sự máu lửa của các anh em đang ở trong cái tình huống đó là chiếm được cái trái tim của người con gái. Cái đoạn đấy thì cái đoạn đầu ấy trượt thì mình diễn thôi. Ừ, nhưng mà phải đều. Cái đều đúng không? Đều là anh em đều cái chồm này này. Ừ. Em nhưng mà em là em sẽ chồm kiểu như này này. Để nghe lại cái nhạc đoạn đấy xem nó là cái đoạn nào. Phải kết nối nghe. Chưa chưa. Da 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 da. Tới có thể cả nòng tè lên. Ra được bây giờ phải chạy lên kia kìa. Lên đi. Lên đi đúng chỗ đúng chỗ vào. Như xung quanh không màu. Cái treatment đó với cái treatment lúc mà đi ra mà cầm cái gậy mà nhảy á là y chang nhau luôn, nên mọi người sẽ không nhớ. Nên vì thử thử hỏi nè, là cái chỗ đó, nhưng mà thay vì chỗ đó mình sẽ dàn trải từ đây stay ngay tới cái chỗ này, tới chỗ này thì như thế nào để mà bắt đầu cái đoạn mà đó, thật không muốn kiểu mà không làm động tác luôn, cho dancer chạy náo loạn hết để cho mấy ông này đi vô lấy cây thôi, không làm động tác mấy cái cây thì là ở trong đây rồi. Cây thì là ở trong này rồi, trong túi quần rồi. Là quá tuyệt vời. Bấm phát là được luôn. Mà mọi người phải giấu vô đâu đó để mà vô lấy thì quá tuyệt vời. Vậy bây giờ nè, dàn cái này hình thức á, là cái khiêu vũ đó là đứng ở trên kia đi. Cũng hợp lý đấy. Rồi chia đây xong rồi. Tại vì mình có thời gian đi lên mà. Đúng rồi. Còn thậm chí tôi còn thấy hai người đứng cặp với nhau mà đứng chờ. Đứng chờ luôn. Lúc mà anh em tập, anh em nhà hát tập thì toàn bộ cái đường dây đã tính hết rồi. Biên đạo Bi đã tính cho các anh em là đoạn nào lên, rồi các động tác nhảy các thứ, mọi thứ rất là rõ ràng rồi. Nên là trước đó các anh em nhà hát nó rất là tự tin. Nhưng mà nó có bị một cái vấn đề là sân khấu khác này, rộng hơn này, và cái mong muốn của đạo diễn cũng rất là hợp lý. Đó là mong muốn tận dụng 100% tất cả các ngóc ngách ở trên sân khấu để có thể tương tác với tất cả khán giả. Thì về bản chất tất cả những cái ý định và những cái plan dự định ban đầu của nhà hát ấy, hoàn toàn bị thay đổi. Thậm chí một số động tác khó đạo diễn đã cắt, và một số những cái đường dây di chuyển về đội hình ấy cũng thay đổi 100% luôn. Anh Trung sẽ ở dưới kiểu bắt quyết múa múa múa. Hai người này sẽ lên một cái tông cao kiểu và mọi người đứng hàng ngang. Đúng rồi. Xong để sau đó là tất cả vừa cắt kết thúc cái đấy vừa cái nốt đó. Cái là bắn bùm, cái là bắt đầu đi xuống nhảy. Yeah. Như là một nghi thức. Đúng rồi, nghi thức là tao là pháp sư. Tao là pháp sư. Tao bên nào chém bên đó, xong bước thẳng lên nè. Đúng rồi, thẳng lên luôn. Hai đi sang ngang lên đằng trước. Đúng rồi, tiếp tục lên trên cao, hai tay lên cao luôn. Đúng rồi cái cây của cái vị trí của cầm tay của anh Quốc Thiên. Đúng rồi, cầm xuống lên chút xíu. Rồi mình có cảm giác là mình đang ghim gậy xuống nha. Đúng rồi cảm giác xuống. 2 3 rồi cái dáng đúng rồi, cái chân mở ra luôn, dáng đứng tấn luôn. Đúng rồi cái phần tay này rộng ra chút xíu nè, cảm giác cho nó mạnh mẽ lên. Rồi cái này hơi khó chút xíu nè,
rồi mọi người đang về đúng không? Mọi người chỉ cần đổi tay nè, tay phải xoay, đổi tay trái, nắm tay phải, rồi đang cầm tay lại nè, rồi lại lần nữa, sau khi ghim xong, 2, 3, 5, 6, 7, qua bên đây, đúng rồi, qua xéo nha, và cảm giác mình như đang, đúng rồi, và cảm giác mình đang phất cờ nè, kéo cái cờ qua, cảm giác thôi đúng rồi, vòng vòng, xong chén qua bên ngang, và dùng người ta dùng máy chúng nhau nè, chén qua ngang luôn, và mặt hướng ngang nè, mặt hướng bên phải luôn, nhìn thẳng lên, rồi từ vị trí này, đây, qua bên đây, mọi người, long sơn lại chút xíu, nó không cái điểm dừng, bên này sẽ lên, một, đúng rồi, bắt đầu sẽ lên, long sơn lại, 5, 6, 7 chém 1, 2 lên 3 xuống 4 xoay 5, 6 đánh 7, 8 đèn low motion chậm lại đúng rồi dừng 7 đúng rồi quay qua đây 8, 1, 2, 3 đúng rồi cái này có làm mấy người không có hơi mình hơn một tí nữa đúng không đúng rồi đúng rồi để mình lấy cả mình lấy cái lực qua bên đây ok đúng rồi cái này mình được tức là khi tay không? Tức là khi mà mình chém mà về đến đây đó là mình chậm lại đúng rồi đúng rồi đó là cái gì đó chậm lại 7, 8, 1 giống như có gì 2, 3 mình có gì đó chạy lên lại giống như mình chạy một chút xíu kiểu ma trận ấy đúng rồi đấy luôn cho đi dặn mọi người cái là khi mọi người ghim lên mọi người ghim xuống này đúng không xong mọi người lên mọi người xoay cái không gian ở trên đây nè chứ mọi người không xoay không gian ở lúc nào xoay trên đây đúng rồi là nó nằm ở trên á đúng rồi mặt phẳng ở trên nha cái điểm dừng của cái này nó nằm ở vị trí nào trước mặt mình hay là xéo 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 lên 45 độ theo này 45 độ như này đúng rồi thế của kia nó đang bị chéo hẳn sang bên ngoài rồi thẳng tay ra thẳng đúng rồi nó sẽ nằm chỗ này nè rồi mình lia qua 2, 3 lia hết cái người qua chậm ok đúng rồi sao vậy trời ơi một cái nét giả chân diễn lâu dữ thời gian lâu đúng không lâu 5 giây đấy cái phần công diễn lúc mà solo ấy thì BB Trần hóa thân là một cái ma cà rồng thì mình nghĩ là nhắc đến ma cà rồng thì tại sao không phải là ma cà rồng nhỉ và ban đầu các anh em cũng nghĩ đến chuyện là hay là mời BB trở thành một cái nhân vật cameo rất là đặc biệt ở bên trong cái màn trình diễn và BB sẽ xuất hiện ở đoạn cuối và BB sẽ khe tất cả mọi người để khiến cho trước đấy chúng tôi đang tán tỉnh một cô gái chúng tôi đã bị cô ấy lừa và cô ấy là một con quỷ sau đó mình đánh đuổi được con quỷ đấy rồi tự nhiên một người phụ nữ khác xuất hiện tới quyến rũ hơn đặc biệt hơn nhưng mà cũng hóa ra là một con quỷ tiếp và mình nghĩ tới BB những cái người mà người ta quá là giỏi quá tài năng hay là quá xinh đẹp thì thường thường nó sẽ gây sự chú ý cái đó là cái chuyện rất là bình thường một cái người mà đa tài như vậy thì BB nghĩ là không chỉ là một cái nhóm của bên Kiên Ứng thôi mà tất cả các nhóm còn lại đều muốn mời do chương trình thôi chứ là tất cả các nhóm là có gọi điện cho BB mà có nói là cũng nhờ BB để cố vấn nè để biên đạo giùm nè rồi để lên ý tưởng trang phục lên ý tưởng concept thật ra là BB cũng cũng có lén chương trình chương trình mình là 8 tiết mục phải không là 7 tiết mục còn lại là coi như là hết 6 tiết mục là BB đã góp phần vô là cố vấn ý tưởng thì hai anh em nghĩ đầu là nếu mà như thế thì tận dụng luôn cái sự liên quan đó để cái chương trình của mình nó có một cái cảm giác xuyên suốt và tình cảm của 33 anh trai hoàn toàn có thể hỗ trợ nhau trong các phần thi đấu với cả nhau. Và tuy nhiên thì cái thể lệ như là cái yêu cầu của chương trình ấy, đưa cho các anh trai ở bên trong team nhà hát là một cái gì đấy quá khó khăn và thử thách, đó là không được sử dụng hay là không được nhờ vả các anh trai khác ở trong các nhà khác. Nên là thôi các anh em phải nghĩ là bây giờ phải có một thằng bị hy sinh đi. Em hy sinh cho em sẽ làm được ma cà rồng. Thì đấy mình đã nói cái điều đó và mình đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để làm sao mà đến đoạn cuối đấy mình là người hóa thân thành ma cà rồng để hù dọa khán giả. Oh
Phía dưới còn vỗ tay nè, cứ bình tĩnh, vỗ tay nè. Vỗ tay, vô. Nó lời mới ấy, không hát hy sinh cho nó rõ ra được không? À, tao bị dính quá đâu. Đúng rồi. Hy sinh cho hết cho con, hy sinh cho hết cho con. Hôm nay con hát bằng nghe. Ông thử khi mà hát hết đấy, mở mồm rộng nữa. Hy sinh cho hết cho con. Ok. Hy sinh trao hết cho con. Yeah. Hôm nay con hát bằng nghe. Yeah. Hết mở thêm nữa. Bị yếu. Hy sinh trao hết cho con. Giống như cái chữ hết nó giống như lòng. Đúng rồi. Cái tiếng lòng của mình giống như lúc đó là tất cả mọi thứ ba mình đã dành cho mình rồi. Đúng rồi. Và hôm nay con sẽ tiếp bước mà không ba. Chính xác. Con sẽ lấy hết cái kỳ vọng của ba cho con. Chính xác. Con sẽ làm được điều gì đó. Đúng rồi. Oh my god. But that's exactly, đúng chính xác là câu chuyện đó. Hôm nay con đứng nơi này, những ước mơ khi xưa nay ba từng mơ ước. Hy sinh trao hết cho con, hôm nay con hát bằng nghe. Yay. Em vào đây là âm nhạc ấy, kiểu yeah. Để cho mình. Tôi xin phép tôi tắt cái van lại được không? Tắt cái gì ạ? Tắt cái van. Van như đúng cái van. Cái van nó là một cái nút để mà điều khiển vặn cái van nước á. Cái vòi nước á. Mở van lên thì nó sẽ chảy nước. Đóng van lại nó sẽ ngưng nước. Ờ, về van cảm xúc á. À van nước mắt á. Dạ. Thật sự là tôi nghĩ này nhá. Là không có để cho nó ra hết đi. Sau đó là ngày kia mình diễn thì ông biết cái cảm giác đó. Yeah. Không cần khóc ông vẫn có cái cảm giác đó. Ghi hay của ông Phát là ông ấy rất là dễ hình dung ra cái câu chuyện giữa ông và bố của ông, thì ông lại rất là cảm động. Với ông Phát thì tôi cảm thấy là ông ấy có được cái cảm xúc trên sân khấu và sẽ có được, và ai cũng có cái tình cảm đó, nó rất là đặc biệt và sâu sắc luôn. Như thế là tôi nghĩ là mọi người sẽ cảm nhận được cái câu chuyện đó nó rất là dễ. Và tôi cũng mong và tôi cũng tin rằng là với cái trái tim của chúng tôi, của nhà đam mê, chúng ta chạm được vào trái tim của mọi người. Chúng hát lại nhé. Khi xưa bao bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lá. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Tiếp nha anh em nhé. Hôm nay con đứng nơi này, những ước mơ khi xưa nay ba từng mơ ước. Cho con hôm nay con hát bằng nghe. Ba lo, con nhớ ba thật nhiều. Con đang tiếp bước ba nghe. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông.
ta là cánh đồng nằm giữa khỏi trời mênh mông như bà du lúc xưa con còn thơ bé đôi khi là chưa hè đầy gió đôi khi là vui đùa đầu ngõ còn ba là nỗi buồn vì ba làm lại ngôi xưa ba dạy con lớn lên sức mạnh phi thường. Tôi lên sân khấu tôi không khóc được, tôi khóc tôi hát không được. Nghẹt mũi. Yeah, tôi rất là dễ bị chạm. Đừng. Không, nếu mà là phải yeah. Thế thì là nói biết như nào không? Không cố gắng tìm thấy cái điểm về cảm xúc là ông hình dung ra. Đúng rồi. Có cảm xúc nhưng mà không khiến cho mình không thả được. Đúng rồi, không khiến cho mình khóc để mình không hát được. Đúng rồi. Nó đẩy lên tới đây cứng ngắc để hát không được luôn á. Hiểu. Nhưng mà sao? Bản thân tôi là nếu mà tôi mà khóc quá ấy, thì tôi vẫn hát. Những cái câu đó nó lại có những cái điểm rất là kỳ diệu. Tôi hiểu. Có thể nó dở về mặt kỹ thuật nhưng mà người ta sẽ thấy được cảm xúc không? Chính xác, dạ. Chính xác. Giống như nếu lúc nãy khoảnh khắc lúc nãy nha, nếu mà đang sân khấu là tôi vẫn sẽ hát. Nếu mà ông vẫn hát ấy, thì tôi đúng là hát. Ông chạm mình vào trái tim của mọi người. Yes, những cái chắc chắn là người ta sẽ nhận thấy được cái chuyện đó. Mình không có giả tạo. Người ta thấy được chuyện đó. Tôi nghĩ nhá, cái khúc của ông ấy là đoạn đầu ấy. Dạ. Ông có thể khóc được thế này. Bản thân tôi thì tôi thấy là nó quá hay. Nhưng mà sau đó thì ông là phải get back lại. Tại vì là cái điều, từ cái điều khúc và mọi thứ thì là ông phải cần lên cao và ông phải cần hát. Nhưng mà thì ông cũng có mấy giây ấy. Dạ. Intro cũng 20 mấy giây. Bây giờ lúc nãy cho nên là tôi mới tưởng tượng cái sân khấu nó là hai mình kéo màn đã xong. Cái này là có cánh bướm bung ra là thấy có một cái hình ảnh người cha với đứa bé. Yeah. Lúc đó tôi sẽ đi cái khu vực đó, tôi sẽ nhìn đấy. Cái hình ảnh đó và tôi cất lên câu hát. Hy vọng là tôi sẽ làm được. Yeah. Cảm xúc nhất có thể. Piano lại khó hơn nhiều. Khi mấy cái nhỏ em đã biết bao nhiêu. Vẫn lết trên mặt đau, vẫn ước mơ ngập tràn. Yêu thương thì khá không gian. Em vẫn có quyền dung theo cái cách dung cái tần số nhanh của em cũng được. Nhưng mà nó cần nhấn nhá lên một chút. Không phải đâu. Nó nhấn nhá thoải mái lên một chút. Tại vì Hiếu đang bị giống như là Hiếu đang muốn cố hát mềm quá. Cảm giác là vậy. Vẫn smooth. Cái ý của anh Hưng đúng bởi vì là bây giờ mình đang hát nhóm mà. Mình đang hát nhóm mà thì mình phải có cái sự cân bằng với tất cả mọi người. Ok, để em thử nhấn nha một tí đó. Thế hiểu tức là như này. Okay, hai câu đầu hay là hai câu sau là nếu làm rất tốt. Hai câu đầu là nó phải nếu khoảng ấy. Nếu mà Hiếu opening luôn thì Hiếu hát như thế được. Vâng. Thì là Hiếu mềm mại luôn rồi sau hai bản kia sẽ cứng một chút thì nó sẽ không bị có cái sự nó bị chọi nhau vâng. Còn nếu như mà hai bản kia đang rất là chặn mình đã bắt mình bị mềm quá thì nó không anh cảm giác theo cảm giác của anh nút nó sẽ bị đau xuống đúng không anh? Hợp lý anh Hiếu vẫn có thể Hiếu hát như cách của Hiếu đi. Hợp lý. Anh nghĩ là Hiếu hát như cái cách của Hiếu xem nào. Hôm nay cái thử thoải mái lên một chút xem nào. Câu mà hai cái câu đầu Hiếu làm rất là tốt nhưng mà đến cái đoạn mà vẫn lết trên mặt đàn vẫn ước mơ ngập tràn hai câu đấy nó như một cái những cái làn sóng cuộn nó cuốn xong rồi bắt đầu mới hạ xuống. Okay. Alright. Nó là như thế chưa? Lại khó hơn nhiều thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu vẫn lướt trên mặt đàn vẫn ước mơ ngập tràn yêu thương đi khắp không gian. Chắc chắn là mình học hỏi được cái việc là anh ấy xử lý bài như thế nào, đặc biệt là bài ballad anh xử lý quá hay. Trước đây là strong hát như thế này. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông như lời ru lúc xưa con còn thơ bé. Đây là strong trước đây và đây là strong pha, đây là strung nhé. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông như lời ru lúc xưa con còn thơ bé. Có những lúc cười hân hoan, có những lúc buồn miên man, có những lúc hoang tàn,
gom thành một câu hát chảy thẳng vào tim. Có những lúc cười miên man, có những lúc hoang tàn. Có những lúc cười miên man. Đấy, từ đó trước như thế là đoạn trước đang căng của đoạn này. Đoạn này anh đang hiểu anh. Đúng không? Hiểu anh lên. Đoạn này đang đu. Hả? Đoạn này đang đu. Đu rồi nè. Thì vừa đu à? Chứ phải phải end lead gì đấy rồi chứ. Đoạn cuối rồi mà. Đúng rồi. Cái đoạn cuối là cái đoạn cần nhất chứ không phải đoạn vừa rồi. Đúng rồi. Có những lời niềm riêng, gom thêm một câu hát chạy thẳng vào tim. Có những lúc cười hân hoan, có những lúc cười miên man, có những lúc hoang tàn, gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim. Có những kỷ niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng, gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim. Có những lúc cười hân hoan, có những lúc buồn miên man, có những lúc hoang tàn, gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim. Ok, one more. Ngon, đơn giản, đẹp lắm. Cảm ơn. Cảm giác là mình bè mình, mình tự tin hơn. Chính. Anh cũng hát được dòng gió luôn đấy. Gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim. Có những lúc cười hân hoan, có những lúc buồn miên man, có những lúc hoang tàn, gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim. Thì nội dung của hai ca khúc này là quá hay rồi. Thì việc mà cả bốn chúng tôi cố gắng là làm sao thể hiện nó trọn vẹn nhất về mặt cảm xúc. Khi xưa bao bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trong. Đôi chân lo lắng run run, chiều chiều. Đôi tay ba đánh lung lung. Piano lại có hơn nhiều, thì đôi tay nhỏ bé còn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương thì khắp không gian. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng, khi nghe nhạc con ta đang sống, con mang cái mông lầm lỡ còn chưa biết mong. Như bà dù lúc xưa ba còn cười, đôi khi là chưa hề đầy rộng, đôi khi là vui đùa đồng ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba cảm lạnh nơi xưa, không thể ba đắng đắng sức mạnh. Xin chào hết cho con, hôm nay con hát bao nghe.
Chọn cho 33 anh tài tại 7 hạng mục giải thưởng phụ đầy hấp dẫn. Thời gian bình chọn từ hôm nay đến 23 giờ 59 phút ngày 6 tháng 9 tại trang web whyvote.vn, cổng bình chọn chính thức của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc đó, là chúng tôi luôn luôn chưa bao giờ có trong đầu suy nghĩ là chúng tôi gặp nhau là sai hết á. Cái quyết định đúng nhất đó, khi chúng tôi ngồi đây chúng tôi có nhau là quyết định tuyệt vời. Chưa bao giờ chúng tôi nghi ngờ về nhau hết, mặc dù chúng tôi trải rất là nhiều cái khó khăn. Kể từ cái ngày đầu tiên lập nhóm và có cái bài hát này, trời ơi bao nhiêu cái kiếp nạn 77 49 thứ. Thật ra rất là hợp với một bài hát của chị Phạm Quỳnh Anh. Là bài gì? Một thì chăm sóc muốn bên nhau, hòa chung vào nấu sẽ thấy được mùi thơm ngát. Em thêm chút nghi ngờ, giận hờn. Ê, cái nghi ngờ và giận hờn là do hai em với Nam mới hợp luôn á. Em chút nghi ngờ chút hờn luôn á. Câu tới là cái gì? Coi có em với anh có thì giống nhau không? Giống em là mỗi lần mình gặp anh Thành Trung thì sẽ làm gì nè? No. I never love you. No. À, mọi người vì cái đợt mà anh Thành Trung không cho mình vị trí thứ 8 đúng không? Không, cả hai đợt. Cái đợt dàn ngoài của mình nữa, một lần dàn ngoài nữa. Hai lần. Chúng tôi hashtag gì? Hashtag làm cái gì vậy Thành Trung nhỉ? No Thành Trung. Hashtag giúp chúng tôi no Thành Trung. Hashtag never stop you. Could be fire. Hãy đồng hành chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 20:30 trên YouTube Giang Quanh Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 20:00 trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Giang Quanh thứ bảy hàng tuần. Nhấn nút theo dõi kênh YouTube Giao Quanh Show, xem ngay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.